có nghề là chết chứ tụi này rồi. Chả gì mà quá trời quá đất, chả như là đi đầu thai vậy trời. Bác Năm bị gì vậy bác Năm? Thành như tiếng con xíu, chết mẹ tôi rồi. Đi đâu? À không, phải đi về con. Làm sao bác có thể đi về với đôi chân bị thương tật như vậy? Hồi nào chứ bác còn khỏe lắm, thiệt mà, đi bình thường. Hung thủ còn ở đây nè, hung thủ không chối, bác chối làm cái gì? Trời, cái hộp vậy thôi mà mày kêu hung thủ gì ghê vậy mày? Trời bác, bác nhìn nó như vậy thôi. Nhưng nếu một ngày đẹp trời, nó rớt trúng cái đầu một cái, chấn thương sọ não có thể dẫn tới tử vong. Có đùa được đâu bác. Trời, cái chuyện nó nhỏ xíu vậy mày làm ra cái gì tao nghe nó tử vong nghe ghê vậy xíu. Đôi chân của bác nè, bác chợt té như vậy, thương tật làm sao mà bác đi về được? À, không sao, bác còn được, bác đi được mà. Được dạ. Đó. Ây da. Ây da. Ây da. Thua. Sao con? Má con nói á, là con người chúng ta không nên cố chấp quá. Dẫu biết rằng trong cái cuộc sống này á, mình cố gắng thì mình sẽ gặp nhiều may mắn, nhưng nếu mình không cố gắng thì mình sẽ gặp nhiều cay đắng. Nhiều khi mình cố gắng đó đó, nhưng cay đắng vẫn sẽ đến với mình thôi. Nói chung là xong hết rồi đó. Bác không có gì hết trơn, con hiểu không? Bác à, má con nói với con á, giữa đường gặp chuyện bất bình là mình rút đao tương trợ. Bây giờ con thấy bác như vậy á, làm sao con có thể làm ngơ? Không, nhưng mà bác không cần sự giúp đỡ đó, con hiểu không? Ý bác nói con tin xíu, con không đủ khả năng dìu bác về đúng không? Nè bác đừng có nghĩ như vậy nha. Mặc dù con tin xíu, nhưng mà không xíu đâu. Xíu biết lặt rau, nấu cơm giúp mẹ. Trời ơi, mày đi cái dao tục tử giúp cái tao luôn hả? Con nói thiệt. Bây giờ nó tóm lại là bây giờ, thôi được rồi, bây giờ mày đưa tao về được chưa? Từ nãy giờ con chờ câu này của bác. Bác đứng đèn chi vết thương càng thêm đau. Đi con. Đó. Cảm ơn con. Đưa bác về. Quá. Cẩn thận. Thôi được rồi con. Tới nhà rồi. Tới nhà rồi. Bác cảm ơn nha. Rồi đi về đi, bác vô nhà được. Bác Năm. Má con nói. Nữa hả? Mình giúp người là mình phải đưa tới nơi về tới chốn. Chúng ta đã đi một đoạn đường quá xa rồi. Bây giờ về tới đây nè, bác nhìn đi. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi là vô tới nhà. Mà bác không cho con dìu bác vô nhà. Lỡ khi mà bác có mệnh hệ gì, rồi làm sao con dám nhìn mặt anh em giang hồ? Làm sao con bước chân về nhà con dám nhìn mặt má con? Cái chuyện gì nó ghê gớm vậy hả con? Bác hiểu không? Tao hiểu rồi mà. Hỏi nè xíu, má hỏi thiệt nha, năm nay là con bao nhiêu tuổi rồi? Con 18 tuổi trăng tròn. 18 tao tưởng mày 81 không có xíu. Trời ơi, mày nói chuyện như bà cụ non vậy đó. Mày nói giống như là người lớn mà. Tao nói thiệt luôn, hồi nãy tao lặp lại một lần nữa là mẹ tao chết lâu rồi đó. Mà tao tưởng còn sống là hiện hồn đâu đây nè. Mày nói cái này mà nói đàng hoàng bình thường nữa. Mày nói cái gì mà nó cái từ từ rè rè tao nghe tao mệt luôn á xíu. Con biết, nhưng mà tại vì má con nói á. Được không? Con chờ câu này của bác thôi nè. Dạ, ok, cảm ơn con. Đi. Tới rồi bác. Rồi, tới, cảm ơn con nha. Cái gì, mặt mày? Ủa, cái này là mồ hôi mà bác. Bác không biết mồ hôi hả? Không, ý sao, ủa cái lúc mà một đoạn đường dài mà không có gì hết trơn mà từ cổng vô đây mà nó tùm lum lai con. Bác ơi, nắng mưa là chuyện của trời, mồ hôi có đổ là chuyện của con. Ôi, cái chân môn nó có luôn á hả? Có, chân lý sống của con. Con làm nhiều bác nhiều cái bất ngờ quá. Có cái gì đâu mà bác về nhà được bình an an toàn là con mừng rồi. Mà con nói bác nghe nè. Sao? Bây giờ cái chân bác bị như vậy á, bác phải chú ý. Rồi. Băng bó, làm thật là kỹ để chữa lành vết thương. Rồi. Không có được lơ là. Rồi. Mà lơ là nó mà bị viêm nhiễm hay là như thế nào á, là hậu quả khôn lường. Có thể á, dẫn tới tật nguyền. Nó gãy chân một cái, cuộc đời của bác còn gì ý nghĩa nữa. Rồi ai sẽ dìu bác đi một cái đoạn đường quá xa như vậy nữa. Con là con bận bán vé số rồi, con không thể dìu bác được nữa đâu. Mày mới đưa tao từ ở ngoài kia vô tới đây ha, mày mới giúp tao xong rồi bây giờ mày chù quẻo tao tật nguyền luôn là sao?
Không có, má con nói á, mình lo cho người ta là mình phải lo đến nơi về đến chốn. Là... Dạ. Rồi, bác hiểu rồi. Dạ. Vậy nha, cảm ơn con. Thôi, thưa bác con về. Bây giờ con an tâm, con về nhà con nhìn mặt má con. Con nhìn mặt mấy anh em giang hồ. Trời ơi. Thưa bác con về. Rồi. Xíu. Dạ. Đây. Bác, má con nói á, mình giúp người á là mình không có cần người ta cảm ơn. Thi ân bất cầu báo. Bác bình an là con vui rồi, bác không cần phải cảm ơn hay làm cái gì hết. Không phải, không cảm ơn. Vé số còn nhiêu tờ? À, bác biết không, đáng lẽ giờ này á là con là bán hết vé số rồi, nhưng bởi vì vô tình con thấy bác chợt té và con dìu bác một đoạn đường quá xa về tới đây, cho nên là mới còn khoảng 10 tờ thôi. Nhưng mà bác yên tâm, bây giờ con có thể chạy vi vu đi bán được. À, được rồi. Mày còn 10 tờ mà nói đại tao là 10 tờ đi. Mày giải thích lòng vòng làm cái gì cho nó mệt. Cũng cả tao mà mệt cũng có mày vậy hả? Dạ. Khổ quá. Bác 10 tờ đó đi. Bác, như đã nói trên, má con nói á, mình... Ủa bác ơi, bác Nam. Tao nè, tao lại mày luôn xíu. Tao lại mày luôn đó. Mày đừng có nhắc tới má mày nữa được không? Khổ quá tao mua. Bây giờ nè, tao nói mày nghe nè, tao mua vé số là tao muốn đổi đời, không giúp đỡ con mẹ gì hết trơn á, được chưa? Là bác mua đổi đời? Ừ. Bác, má con nói... Má mày nói cái gì? Vậy thì được. Được, 10 tờ. Chà. Dạ. Nè, còn 200 ngàn. À, dạ. Rồi, được rồi, bác cho con luôn á, nha. Bác à, má con nói á, mình làm người đâu đó phải rõ ràng, phải thanh thiên bạch nhật, đầu đội trời chân đạp đất. 10 tờ là 100 ngàn, là con phải thối lại cho bác 100 ngàn. Con không thể làm vậy. Mày là... đưa tao 100 ngàn liền đi. À dạ, bác đợi xíu. Mày làm cái gì vậy? Trời ơi, sợ dính. Đây. Dạ. Thưa bác. Thưa bác, con về. Tiễn dông. Dạ. Khổ ghê luôn. Suốt ngày má con nói, má con nói. Ai, ôi dạ, ai dạ, ôi dạ, ôi dạ, ai dạ. Ủa, Sinh. Ai dạ. Chứ sao Tía? Lấy chai rượu thuốc trong chạy cho Tía coi. Chứ sao hả? À, không biết nữa. Hồi sáng có thằng quỷ ôn hoàng dịp lộn có thiệt. Nó chạy giống như là ma rượt vậy đó. Tía né một cái, tía nhảy qua, tía chật cái hộp trái cây té luôn vậy đó. Xuất sắc. Cái gì? Tao té mà kêu tía xuất sắc là sao? Tía, mà cái này á, để con dẫn tía lên trạm xá. Như này là có cái cưa chân á tía. Ê, con quỷ nhỏ này mày bị điên hả? Không, thật. Mày nói con gái mày nói ăn nói vô duyên vô dụng vậy hả? Mới sáng bị cái thằng quỷ đó, xong rồi về nhà bị con xíu mấy cái số nó hành tao gần chết rồi. Bây giờ tao phiên mày. Còn bồ tía. Thôi được rồi, để tao bôi cho. Mà tía. Gì? Tía có thấy cái người mà chạy xe máy không tía? Nó chạy nhanh quá, nó vù qua cái, nhìn cái dáng nó quen lắm. Nó giống cái thằng Kaya vậy á. Cái thằng quỷ chụp hình lúc nào cũng vậy nè. Mà chắc người ta không cố ý đó tía ha. Tía không biết cố ý hay không cố ý nha. Nhưng cái dòng mà ỉ vào có xe có cộ chạy mà lạng lách như vậy á, nha nè, có ngày mà trời không đánh là thánh không đâm, có ngày xa hơn hỏi thăm sức khỏe nó thôi à. Quỷ sứ được không à. Ủa quên nữa, lạ ta, tía đi từ nãy giờ từ nhà trên xuống dưới nhà dưới đâu không thấy thằng ba đâu chơi vậy. Ừ dạ nó tới 10 nè mày. Tới 10 hả? Tôi 2. Mày có mày đánh đi. Mày khùng quá, nghĩ sao tao có gì? Đỡ tao. Đôi rồi. Có mà chặt tao. Tao đánh đôi heo đen được rồi, mày đánh đôi heo đỏ đi để nó chặt cho. Cái này mày đỏ đấy. Chứ sao? Nhưng mà không bằng tao. Chứ xì. Ôi, sao mày nay hơi mày? Ê,
tên gì ra là phải có tên gì nữa chứ. Mày không nhớ tao tên gì hả? Tên gì? Ba tứ quý. Cái này một tứ quý là còn nhẹ đấy. Ngon. Tứ xì. Thôi xin phép anh em nhá, tao về. Mày về đâu? Mày nói mày tên gì? Mày là ba tứ quý hả? Mày nhìn tao nè. Một lông, hai lông, ba lông. Tao nói là tứ lông. Lông tứ rồi là tứ rồi thông nè con. Mẹ thằng mất dạy. Sao hồi nãy tao thế đánh người hai mày không chặt? Mày biết chơi đánh bài không mày? Tứ đi thông lúc nào vô lúc đó? Lúc nào sao mày không? Nó ra tứ già là mày phải chặt được rồi. Tự nhiên cho tới tao tứ gì là sao? Tao thích. Thích mày. Mày chặt tứ quý mặt mày vui lắm mà. Sao giờ mặt mày như hứa địch vậy hả? Tao về. Tao mới là người về. Bây giờ tính tiền coi. À, cặp đen là 1 triệu. Cặp đỏ là 2 triệu. Chặt tứ quý nữa là 3 triệu. Là 6 triệu. Tao đè tứ quý mày cái nữa là 12 triệu. Tao lấy mày 15 triệu thôi. Ok. Tính 15 triệu tao tiền đâu tao đưa mày? Không có tiền rồi chơi đánh bài hả mày? Tao có tiền nhưng mà chỉ thiếu thôi. Nè, 6 triệu. Cái gì 6 triệu? Thì tao mượn đỡ 7 triệu đi. Mượn đỡ 7 triệu? Mày biết là thiếu tao nhiêu tiền chưa? Thì thiếu 500 triệu chứ nhiêu. Cái gì? 500 triệu mà chứ nhiêu? Mày ghét chứ nhiêu cái gì mày? Phải là 500 triệu lận. Thì 500 triệu lận chứ nhiêu. Mày có 500 triệu mà có bao nhiêu đâu? Tiền đâu? Tiền từ tao trả. Mày có tiền chắc. Mày thấy gia cảnh nhà tao làm sao? Sau này chị tao là con gái là sẽ đi về nhà chồng. Cái gia sản đó là của tao, mày hiểu không? Thì mày cứ cho tao nợ đi rồi sau này tao bán cái nhà của tao, tao trả mày gấp đôi. Lại vậy. Đó, này. Ờ, dân chơi là phải như vậy. Đây 50 triệu lận. À không, 50 triệu. Chứ nhiều. Chia bài đi. Được, được, được. Cô ba về rồi hả cô ba? Ủa Tía nằm ở ngoài này á? Dạ tại con về con không thấy Tía ở ngoài này. Con tưởng Tía bên trong nhà, con định vào con chào Tía. Tía ở ngoài này thì con xin phép chào Tía luôn ạ. Vẫn còn nhớ đường về nhà ha? Tôi tưởng là cậu ở riết bên đó rồi quên đường về nhà luôn rồi chứ. Trời ơi sao Tía lại nói như vậy được? Nhà là nơi để chúng ta về. Con đi đâu xa nhà một chút xíu là con đã nhớ nhà lắm rồi. Con đi qua bên kia chỉ là để giao lưu học hỏi với lại anh em bạn bè những cái nước đánh hay, những cái đường đi trí tuệ thôi. Chứ còn nhà là nơi để về mà. Bà nội cha nó đi đánh bài mà nó kêu là nước đường hay học hỏi gì đúng nữa. Đúng rồi. Hết tiền mới về tới nhà đúng không? Tía lại cứ nhìn nhận cái vấn đề nó cứ theo cái hướng tiêu cực thế nhỉ. Con qua đấy con giao lưu học hỏi. Đi học là phải đóng học phí. Con qua đó con gửi học phí người ta, nó là chuyện bình thường mà. Cũng phải ha. Khi người ta cho mình cái gì là mình phải làm lại cái để người ta cho. Nó đang phải cho mới nhận được đấy. Nếu mà nói vậy chẳng khác nào Tía là Tía hiểu lầm con hả? Tía à? Tía nói như vậy thì con phải quỳ gối trước mặt Tía rồi. Ủa sao vậy con? Chỉ có con cái là không được phép, không được quyền hiểu lầm cha mẹ thôi. Còn Tía là Tía là bậc sinh thành, hiểu lầm là chuyện bình thường. Chị luôn hả con? Nhưng mà không sao hết Tía. Mọi lỗi lầm con sẽ bỏ qua hết cho Tía. Miễn làm sao Tía sống từng ngày thanh thản, lúc nào cũng cảm thấy thoải mái và luôn nở nụ cười trên môi là được. Cười một cái đi nào. Đấy, nhìn ba mẹ cười, con cái dù có quỳ cũng không thấy đau đầu gối. Nếu được á, thì Tía cứ cho con qua bên đó giao lưu học hỏi tiếp. Còn nếu mà được nữa đó, thì Tía cho con xin tiền con qua đóng học phí. Tía cười một cái đi nào. Đấy, nhìn nụ cười của bậc sinh thành làm con làm sao mà không sung sướng được. Rồi rồi rồi, chỉ gì con nói của con thôi. Con đợi chút xíu đi, Tía vô Tía lấy tiền cho con đi học học phí nha.
chuyện gì đang xảy ra trong căn nhà của tôi vậy? Tưởng là mình sẽ ăn những trận đòn tới tấp, những tiếng chửi la mắng, chứ không ngờ tía đã thẩm thấu được cái ý nghĩa mà mình truyền đạt cho tía. Thông minh lắm. Đáng đáng vậy? Ôi, mày hả? Mày hả? Tía làm cái gì đấy? Mày chân này, mày đứng lại, mày đứng lại không? Tía làm cái gì hả? Là lỗi cha mày thôn cả cái giận của tao luôn hả? Mày lại chặt giận tía đúng không? Chặt giận hồi nào sao chị lại cứ nhìn nhận sự việc đó một khía cạnh như vậy? Em với tía đang tập tuồng. Tập tuồng lữ bố hí điêu thuyền. Thế tía phi ngựa hả? Phi lại con đấy đấy. Ơi chà. Chà ai à, ai à, ai à. Thôi bức dậy. Thôi, để hôm nào con lựa lời nói với nó. Tiếng hồi tía thật lắm rồi. Ai à. Mẹ giống thật tía. Ngồi tía. Ừ đây. Mẹ công nhận nha. Tía lại giống ngựa thật. Mà con vô làm cơm, dặn tía ăn nha. Tía đừng đi lung tung nha. Nhớ nha. Ủa, tôi nhớ trong nhà này hình như tôi là tía chứ không phải tôi là cái gì đâu ta. Sao hết thằng nó dí con ngựa, con nhỏ con gái mà tôi cưng như cưng trứng, hướng như hướng qua mà nó cũng dặn dò mà giống như là mẹ dặn con. Đừng đi lung tung. Ai à, đúng là bực mình. Ui kìa. Anh Năm. Ủa tớ, ngồi chơi. Ngồi đâu anh? Thì ngồi bật thềm nó đại đi, ông còn làm khó tôi nữa. Ủa đây là con ngựa ông để đâu vậy? Ngựa gì anh? Thì ông đội cái mũ giống cao bầu quá, tự ông cởi ngựa qua. Ngựa thì tháng trước thì mần tôi anh nhậu rồi không nhớ hả? Thôi bỏ luôn đi nha, mệt ông quá, vẫn nhây nữa. Không, nói nghe nè. Sao? Tôi á, nghe là sáng là ông bị xe cứu thương đụng đúng không? Hồi nào? Sáng. Trời ơi, cái xe nó phớt qua, tôi né, tôi đạp trượt cái trái cây, tôi té, làm gì có xe cứu thương đâu cha. À, tôi nghe xe nhưng mà đâu biết xe gì, tôi chế thôi. Trời ơi. Xe đụng rồi té trật chân. Ừ. Cho nên là tôi đem cái rượu thuốc qua cho anh uống. Cái gì không? À, đem qua cho anh sức. Ông nói răng nghe nó lộn xộn lắm nha. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Ừ. Nè. Ủa mà quên. Cái chuyện từ sáng giờ tôi bị nha. Tôi về nhà tôi chỉ ngồi ở đây thôi à. Sao tự nhiên cái đâu ông biết hay vậy? Biết hết, tôi biết hết mà. Tôi biết rồi. Hả? Nhà tôi có gián điệp đúng không? Con gián điệp của ông là nó điện cho con trai tôi Hai Lục ở trên Sài Gòn á. À. Cho nên là tôi biết hết. Thôi được rồi, ngồi đây đi. Để tôi kêu gián điệp ra coi nó trình bày cái vấn đề này làm sao nè. Xin đâu rồi? Ra tiếp biểu coi. Dạ. Tía có con tía. Ừ. Tía. Bác Tư. Ừ, có. Bác Tư qua thăm. Ừ. Bác Tư khỏe không bác Tư? Khỏe chứ đâu yếu như vừa tía con. Bác Tư vui tính. À, bác Tư. Nay ruộng sao bác Tư? Ừ, cũng vậy à. Dạ, bác Tư. Bác Tư đừng ngại nha. Ừ. Bác Tư có muốn con phụ cái gì? Bác Tư cứ bảo con qua. Cơm, nước, nhà, cửa, con phụ bác Tư hết. Ừ, có gì bác kêu. Dạ. Ủa, tía. Tía hả con? Ồ, từ nãy giờ tao tưởng tao là bức tượng này luôn chứ. Tao kêu mày ra mày không nói chuyện tao tiếng nào, mày quay mày xà hẳn với ông luôn á. Thiệt luôn. Đúng là con gái là con người ta mà. Nè, nghe tôi hỏi. Cái chuyện cái chân của tôi á, làm sao tự người ta biết hết trơn trọi vậy? Dạ, Dạ dạ cái gì? Tôi biết cô quá nè cô ơi. Cô đi cô rao tin đúng không? Thôi anh Năm, nhỏ làm vậy là đâu có gì sai đâu. Nó nói vậy là đúng rồi, nó phải nói thì tôi mới biết. Tôi qua đây tôi thăm anh đúng không? Này là anh té trật chân, lỡ khi mà anh té anh đập đầu xuống rồi sao? Trời. Đấy, nhẹ là nó bị chấn thương sọ não, mà nặng là thiệt anh đi đứt luôn. Thôi cha, không cứ nó lại đi ông nội. Sáng giờ sao tôi ngày tôi bị cái gì mà tự nhiên cái từ sáng giờ cái ai cũng chù ẻo tôi bị cái này bị cái nọ đi chứ. Thôi bớt nóng đi, đừng có la nhỏ nữa. Giờ có con làm gì làm đi nghe. Dạ. À, đúng rồi. Sẵn cơm nước con nấu xong chưa rồi dọn ra để tía với lại bác Tư ăn uống luôn. Sắp xong rồi. Thôi đừng tôi không ăn đâu. Tôi đem cái rượu thuốc này qua cho anh xong rồi tôi ra kia tôi thăm ruộng. Mấy bữa nay trời nắng gắt quá tôi sợ cháy ruộng xong rồi cái nó cháy lan vào nhà anh. Thì chân anh đang đau nữa rồi chả không được rồi chết cháy. Đúng rồi bác Tư, tôi cảm ơn bác Tư quan tâm tí con nha. Tía, con á chỉ sợ tí chạy không được chết cháy thôi. Cơm á với lại đồ ăn để trong trạng. Tí có ăn thì từ sớm ăn nha. Mày đi đâu? Thì con qua phụ ruộng bác Tư nè cho nó cháy lan. Con sợ tí chết cháy.
Con đi con. À dạ. Con quan tâm tía. Đây kiếm người phụ sáng giờ. Dạ dạ. À tía, đừng chạy lung tung nha. Nhớ nha. Làm sao ta? Đúng là nữ sanh ngoại tộc mà. Tự là tự phụ tướng, bảo kim sắc phán lên đàn. Vào ra luôn trong... Bác Nam ơi, Bác Nam ơi. Ủa giọng ai giống giọng con xíu kìa. Thấy mẹ tôi rồi, sao nó ám tôi hoài vậy? Cái gì? Bác Nam, trúng số rồi. Bác Nam trúng số rồi. Trúng rồi. Cái gì con? Trúng. Hồi sáng con bắt cho Bác Nam. Đây nè. 64. Có. 94. Có luôn. 68. Lộc phát, nhà Bác Nam phát tài rồi. Đâu. Vậy là tôi trúng số thiệt rồi. Trời ơi. Bác Nam ơi. Ủa ai vậy? Sao đông vậy? Tao biết gì? Dạ, con thông báo á. Cái gì? Mình lạnh quá vậy? Bác Nam ơi. Thôi, tôi bị ồn ào quá. Nói không nghe cái gì hết trời à. Nói là phải từ tốn, phải từ từ lại, hiểu không? Nó mới đáng mặt anh hùng. Má con nhỏ này nói vậy đó, hiểu chưa? Đúng con. Hay quá Bác Nam ơi. Bây giờ từng đứa một nói bác nghe. Sao? Dạ Bác Nam ơi, con khổ lắm. Khổ sao? Ba con đi đá banh. À, đá mạnh quá té mạnh quá đứt dây chằng và cần tiền phẫu thuật gấp Bác Nam ơi. Trời ơi ba mày. Ủa tôi nhớ trong ba mày có lên tuyển rồi hả? Dạ đội tuyển xa quê nhà. Trời, đội tuyển quê nhà cũng tính luôn hả mày? Dạ. Ờ thôi được rồi. Còn con bác ạ. Còn con sao? Ba con bị viêm khớp kinh niên. Bây giờ đi khó khăn lắm bác ạ. Cần tiền để mổ gấp. À, mổ gấp? Dạ. Mày có bị bệnh gì không? Dạ không ạ. Tao tưởng mày bị ban khỉ. Mày đứng cái gì đâu mà như con khỉ vậy mày. Mệt quá. Bác Nam ơi. Ừ rồi mày sao? Vợ con sắp đẻ rồi. Chính gian tao. Mày sướng đã rồi tiền mày tới mày xin tiền tao hả? Mệt mày quá. Bác Nam. Rồi sao? Con sắp đẻ rồi. Tự nhiên bác đang nằm trên giường, bác lăn đùng cái. Giờ bác đang đau bụng quá, bác Nam cúng con, bác Nam ơi, năn nỉ bác Nam, bác Nam. Má mày nhiêu? Dạ má con 59 tuổi rồi. Cái gì 59 tuổi mà còn đẻ được hả? Má con khác người chúng ta bác. Bộ ca này khó quá vậy con. Bác Nam mà, má con nói á, niềm vui là mình phải chia sẻ với lại mọi người. Được rồi. Tao lại mày, chân tao đang đau. Thôi được rồi. Bây giờ vậy đi. Tiền nếu mà khi nào lãnh về được rồi á, bác chia cho mỗi đứa ít, được chưa? Bác Nam vô. Alo. Anh nè. Sao giờ anh lại gọi em? Có chuyện gì không? Mà anh ra về chưa? Giờ đây á là về tới nhà rồi đúng không? Anh về đâu? Anh ăn cơm chưa? Ăn uống đầy đủ không ta? Mà anh nhớ em không á? Trời đất ơi, em làm gì mà hỏi La Phan cùng lúc nhiều câu quá sao anh trả lời? Mới đi á, gần một năm thôi mà giờ hả chê em nói nhiều. Đâu có đâu, anh đâu có nói là em nói nhiều đâu. Ý là em hỏi từng câu một thôi để anh trả lời cho nó dễ. Giờ bắt đầu lại từ câu đầu tiên nha. Thôi, em không hỏi nữa. Không hỏi thiệt luôn hả? Ừ. Vậy Thanh cúp máy nha. Ê, mới ra nói thôi. Mày đã cúp máy rồi. Anh nói giỡn thôi chứ đâu có cúp máy đâu. À, mà nè, Tía khỏe chưa? Cái chân của Tía khỏe chưa? Nhờ thuốc của ba anh mà, Tía cũng đi lại được rồi. À, nếu vậy thì tốt rồi. Còn cậu ba Tứ Quý rồi làm sao? Nó vẫn đóng học phí như thường anh ơi. Trời đất, không biết khi nào mới lớn được. À, còn mấy con gà mấy con vịt ở nhà mà Tía nuôi á, lúc này tụi nó có ăn đều đặn không? Tụi nó có quậy phá gì ở nhà không? Thôi nha, anh quá đáng lắm rồi nha.
Anh không nhớ em hả? Anh quá đáng lắm luôn á. Anh hiểu không? Nhớ thì cũng có nhớ, nhưng mà Sài Gòn đất rộng người đông, với lại con gái trên đó vừa sexy vừa đẹp nữa. Em hiểu không? À, nay á, anh chê tôi. Bây giờ hả, anh thích mấy con sexy cho nó đúng không? Đâu, anh tải tôi coi, coi nó xinh cỡ nào. Tải đi. À, cái này là em bắt anh tải đó nha. Anh tải đi. Nói chung thì cô bé đó gương mặt cũng phúc hậu, nhìn cũng xinh lắm. Tóc đen, để dài chấm ngang vai. Mà có cái là không có chịu chạy chuốt, cho nên đôi khi nó cũng hơi bù xù chút xíu. Còn về cái gu ăn mặc thì cũng lạ lắm mà nghe. Sao? Hãy anh nói đi. Thích mặc mấy cái áo thun mà rộng rộng á, rồi kết hợp với mấy cái quần sọt ngắn ngắn á, nhìn cũng cưng lắm. Em không ngờ là anh quen mỗi con mèo quê như vậy luôn. Thời nào rồi mà còn mặc phúc hậu hả anh? Bây giờ là mặt trái xoan, mặt gấp cạnh. Tóc đen hả? Tóc đánh rối hả? Nay người ta là tóc mượt mà rồi anh. Tóc đen bây giờ là nhuộm hồng, nhuộm xanh rồi. Em ơi, làm gì mà em chửi người ta dữ vậy? Dù sao người ta cũng là bạn gái của anh mà. Anh quá đáng lắm luôn á. Tôi cúp máy đây. Em không muốn nhìn mặt bạn gái anh hả? Tôi không muốn gặp cái con nhỏ đó. Nhưng mà anh muốn cho em xem. Bây giờ em nhìn ra cửa sổ đi. Anh mới về hả? Mới về. Nhớ tôi lắm đúng không? Thôi mày thiệt. Nhớ tôi lắm đúng không? Khai đi. Đừng mơ. Thôi mà anh giỡn chút xíu cho vui thôi mà. Tại anh muốn tạo cho em một chút xíu bất ngờ chứ bộ. Đi rồi. Nói thiệt luôn á, không biết ở đây em có nhớ anh không chứ anh nhớ em buồn chết luôn á. Mới về tới nhà chưa kịp vô nhà thăm tía là anh chạy qua đây với em liền rồi đó. Trời, dễ rồi. Bé Tư nói gì không? Đâu nói gì đâu, chưa gặp anh mà. Nhưng mà không sao đâu, tại vì á, tía thương anh, tía hiểu mà. Em biết không, ở Sài Gòn nha, đi làm anh cũng nhớ em nè, lúc ăn cũng nhớ em nè, thậm chí lúc ngủ, lúc đi tắm anh cũng nhớ em. Rồi có khi cả đi... Thôi, tắm rồi, được rồi. Đợi kia. Trời đất. Mà anh. Tía em vừa trúng số. Tía trúng số hả? Ừ. Em nghe tía nói là 20 tỷ. Trời đất, trúng tới 20 tỷ luôn. Ừ. Rồi, vậy là tôi đang có vinh hạnh được ngồi nói chuyện với lại tiểu thư của một tỷ phú miệt vườn nha, ghê thiệt. Ừ, mà tía em trúng số, nhưng mà cái gì á thì mình làm ra nên mình vẫn quý quý hơn đúng không? Còn cái này, thôi cái gì nó đến à. Nhưng mà em phải lo cho tía. Lo gì đâu, anh nói em nghe nè, cái này là coi như là trời cho ai thì người đó hưởng. Có nhiều người ở cả đời á, 100.000 họ còn không trúng được nữa. Em đừng có suy nghĩ sâu xa quá nha. Ừ. Mà trời cũng trễ rồi đó. Anh về đi, cho tí lo. Rồi nghỉ ngơi đi. Cho nắm tay cái về nha. Thôi anh về nha. Lát về tới nhà anh gọi điện báo ha. Con nhỏ này sao giờ này nó còn quá khổ quá nè, ám cả ngày chưa đủ nữa thiệt. Đi đâu? Hả? Đi đâu đâu, đứng lên rồi ngồi nãy giờ nó đứng cho nó giãn gân giãn cốt thôi, hiểu không? À, bác Năm ngồi đi, tự nhiên nha. Nhà này nhà của tao. Dạ. Ok, y như bà cụ non rồi đó. Rồi bây giờ mày qua đây làm chi? Con nói thiệt, má con nói á. Mày nín đi. Má mày nói sao ở nhà mày nói chuyện với má thì mày qua đây mày nói hoài. Cái này là liên quan tới bác Năm. Tại vì má con nói á, bác Năm gan lắm.
Hồi chiều cũng cản bác Năm mà cản không kịp luôn á. Cản cái gì? Thì cái vụ mà bác Năm nói là bác Năm sẽ chia sẻ một ít tấm lòng của mình tới với mọi người. Thì cũng mày nói là má mày nói chia sẻ. Đúng, ý con là chia sẻ cảm xúc, chia sẻ niềm vui, chứ con không có nói chia sẻ vật chất. Nhưng mà cái vấn đề là bác Năm chia sẻ vật chất nó cũng tốt, nhưng mà mình là một chút ít thôi. Chứ cái tờ vé số đó đó. Chú Năm ơi. Dạ, con chào chú Năm. Má con nói á, mấy người cho vay nặng lãi thầu đề á là ác dữ lắm, sống á không có thọ đâu. Mày nói gì với con kia hả? Mày có tin là ngày mai mày nghỉ bán vé số không mày? Anh làm như tôi muốn bán vé số lắm vậy á. Má tôi nói á, mấy người mà hùng hùng mộ hổ bặn áo hả, rồng bay phượng múa bậm trợn vậy á, chứ bên trong chút xíu à. Cái gì bé xíu? Lá gan bé xíu à, chứ anh nghĩ gì? Còn nó vô duyên chứ nào. Sao mà biết nó mà? Nay con qua đây là con nghe nói là chú Năm mới té xe. À không có, hồi sáng á thằng kia nó chạy qua một cái rồi né rồi đạp trúng trái gì đó rồi trượt chân té. Vậy thôi à. Uống trà đi con. Thanh niên giờ chạy xe ẩu tả. Ngày hôm nay cái tiện cái ngọn gió là thổi mày tới nhà tao vậy? Dạ thì đầu tiên là tới thăm hỏi chú Năm. Ừ, cảm ơn à. Thứ hai là tới chúc mừng chú cái vụ mà trúng số chú. Chà. Mấy ngày hôm nay là tôi mệt cái vụ này lắm đó nha. Từ chiều đến giờ là tôi mệt lắm cái vụ này đó. Đừng nói là chú tới cũng vì cái chuyện đó nha. Còn sao cũng vậy chú ơi. Mã dân mình nó vậy chú ơi. Thấy có tiền á là người ta đu vô làm thân làm thích xin tiền mình. Bởi thiệt khổ ghê vậy đó. Chú đổi vé số chưa? À chưa, mới trúng mà. Định coi canh canh ngày rồi cái gì hậm hậm rồi lên đổi lại. Đâu có được chú. Chú biết không, chú dụ là một khối tài sản ghê lắm. Chú biết bây giờ hả, cái xã mình nè, có nhiều vụ nè, trộn bê tông nè, nhét người vô nè, cắt gân cắt tay nè. Chú mà giữ vậy hả, lỡ đêm đêm có thằng nào vô đó lủi chú một phát. Mày nói như ghê mày. Mà cái đó, cái xã mình làm gì có. Mỗi xã đều có một vụ, lỡ cái xã mình là chú không sao. Nè, tao sáng rồi cái bình này vô đầu mày nha. Mày đi đi khùng khùng rồi mày vô mày nói từ ngay ngày hôm nay tao tưởng tao toàn là quỷ ám đâu không à. Không, thiệt. Con là con muốn tốt cho chú thôi. Bởi vậy á, con nghĩ nè, bây giờ á, chú đưa tờ giấy số cho con đi. Con lên Sài Gòn con đổi cho. Chứ ở xã mình làm gì đổi giấy số được chú. Không hả? Tí mày qua bộ người ta bị cùi quẹt sức mẻ tao không đi đổi được mà đưa mày làm chi. Trời ơi, nhìn chú đi, chú già, chú nhà quê nữa. Lên trên Sài Gòn đó, lỡ có thằng nào nó lừa đảo chú mất trắng tiền sao. Mà chưa kể nha, nó lừa đảo còn đỡ. Lỡ nó hả, nó bắt chú, nhét chú, giết chú sao. Mày nói tao nghe tao nhận nhận mày. Tự nhiên có tiền chưa có kịp sung sướng rồi tự nhiên nghe cái mày nói xong tao muốn bỏ luôn tại số đi luôn à. Bây giờ con giúp chú vậy, chú con lấy tiền xăng thôi. Tiền xăng hả? Tiền xăng mày lấy nhiêu? Cái gì? Mày tiền xăng mà mày đổ gì mà tính 5 tỷ lần mày? Có chú, con với chú là chỗ thân tình. Con lấy 500 thôi. 500 triệu hả? Đúng rồi. Ủa cái xăng mày có pha vàng trong đó sao mà mày đổ cái lỗ dữ vậy? Trời ơi, chú nghĩ coi vậy. Con cầm cái số tiền á, con đi về á, lỡ người ta chặn được, giết con á là con mất mạng luôn chứ nói chi. Tao cầm tiền mà tao cảm thấy không thấy hạnh phúc, không thấy vui vẻ gì trơn trời ta. Thấy nguy hiểm là rình rập xung quanh chúng ta nữa. Bởi vậy, chú đưa giấy số cho con đi. Chú nhìn thấy ánh mắt của chú không tin tưởng con đúng không? Được rồi, con là người làm ăn uy tín mà. Đây. Con chơi đẹp lắm chú. Đây. Con dằn cho chú 200 triệu. 200 triệu này dằn gì, dằn cọc á hả? Đúng rồi. Giờ này con nói chú nghe nè. Bây giờ con đưa chú 200 triệu đây là chú giữ. Xong á, con cầm vé số là Sài Gòn, con đổi. Nếu mà đổi về được á, con trả lại cho chú. Con lấy 500 triệu tiền xăng thôi. Còn lỡ con xui á, con bị giang hồ nó chặt chém giết gì đó là con mất tiền, mất mạng luôn. Chú coi như cầm 200 triệu để uống cà phê phút điếu con ít được rồi. Mày nói nghe cũng có hợp lý á. Nhưng mà tao cảm giác nó còn cấn cấn cái gì đó nha. Sao con nhìn trong ánh mắt của chú không tin tưởng con lắm nhỉ? Hình như 200 triệu này chú tin con có một nửa rồi phải. À con biết rồi. Cái gì nó cũng có thời gian địa điểm rõ ràng nữa. Đây con soạn sẵn giấy cam kết cho chú. Chú đọc thử qua coi.
Nghĩ cam kết tôi Trần Nhất Long sinh năm đó. Đó, từ nãy giờ tôi chờ là chờ cái tờ giấy giống vậy nè. Biết mà, đây cũng có chuẩn bị sẵn đó. Rồi bây giờ con ký vô cái đi. Dạ. Con ký vô bên đây một cái. À, chú cứ yên tâm, con làm ăn uy tín lắm. Đây rồi, bây giờ chú ký này cái rồi coi như là mình là xong ha. Dạ. À, rồi chú giữ luôn đi. Rồi chú giữ luôn ha. Nè, tiền trao nè. À, cháo múc nè, đúng không? Vậy là mình coi như là hợp tác vui vẻ con ha. Dạ. Bắt tay con ấy coi. Dạ trời ơi, con thương chú như ba con vậy đó. Tao thương mày như con tao vậy đó. Thôi chú ở nhà mạnh khỏe con đi. Ừ. Tía ơi, tía ơi. Ủa? Tía à, ơi. Xin hả? Tía. Con nhớ giọng sinh nó đâu kỳ. Tía ơi. Ơ con xin. Trời ơi, con tìm tía lâu nay cực muốn chết luôn, giờ con gặp được tía con mừng quá. Khoan, đứng qua kia. Đứng ngay qua kia. Cái gì vậy? Hai cô tôi nhìn không có quen mặt luôn mà tiện kêu tía con như đây. Tía, tụi con là con của tía nè tía, tía không nhận ra tụi con hả tía? Hồi xưa tía đi qua rừng U Minh, tía với má cái tía bỏ đi. Cái má mang bầu hai tụi con này tía. Con là ba khoai nè tía. Con là hai củ nè tía. Tía, tía nhận ra tụi con không tía? Từ từ nó ồ ập quá, từ để sắp xếp từ đường dây lại nha. Bánh từ rừng U Minh. Ủa tôi vô U Minh hồi nào trời? Vâng, mà hai đứa là sinh đôi á tía. Ủa sao không giống nhau hết trơn vậy? Dạ khác chứng tía. Có vụ đó luôn hả? Dạ. Cái gì cũng có thể xảy ra mà tía. Sao tôi chúng tôn ngộ không bị niệm chú trời? Có nghĩa là hai cô là con ruột của tôi. Dạ. Sao tôi vẫn không tin được? Trời ơi má ơi, má có sống khôn thác thiên á. Má phù hộ cho con tìm được tía rồi mà tía không có nhận tụi con nè. Má ơi. Thôi nín đi. Cái gì vậy? Hả? Hai má ở đâu ạ? À? Ở ấp nào qua phá ấp này hả? Nghĩ sao nãy nói gì hai người là con của ổng? Tên gì? Hai gì? Ba khoai. Hai ba củ khoai gì ở đây? Thì tôi với ổng là chơi chung với nhau là từ nhỏ tới lớn. Ổng là một cái con người rất là chung tình. Đúng rồi. Làm sao mà có con rơi con rớt được? À tôi biết rồi. Chắc là hay tin là ổng trúng số rồi cho nên là tới đây nhận làm con để xin tiền đúng không? Ủa tía trúng số hả? Tía đi trúng nhiều vậy tía? Thôi đừng có xạo, bớt đóng phim đi. Đừng có xạo nó, bây giờ đi chỗ khác còn không đi là tôi vô tôi hả chó nhà ổng ra cắn mấy người đó. Ê ông già, ông là ai vậy? Cái gì vậy? Bộ ông lại đây định chia tiền hả? Đó, thấy không? Muốn kiếm chuyện chia rẽ hai con tôi với tía hả? Thôi đừng xạo nữa, trái nhà mấy lời mặt chuột hay đánh tôi không? Đó đi là giả dạng vô lừa gạt không? Thôi bây giờ đi vô hả chó đi, đừng nói nhiều nữa. Tôi hả chó ra là cắn hai người là không có đường chạy đâu. Ê ông già. Hả? Ông trúng số á, ông để ông dặn mình không đi nha. Trúng số mà không chia cho ai hết á, ăn giọng mình cho ngẹn luôn đi. Trời, ủa, là ông sủa đó hả? Tôi sủa, nhà ông nuôi bò không, bò đâu biết sủa đâu. Hèn chi tôi nói, ủa sao nhà có nuôi chó mà sủa quá sủa luôn vậy? Nhờ vậy mới đuổi hai cái nhỏ đi được. Con nghĩ luôn thiệt, con cá ai bây giờ cái gì cũng dám làm hết trơn trời. Tía. Cái gì? Thật sự là tía trúng số hả tía? Nè tôi không giỡn nha, tôi mệt với hai đứa rồi nha. Giỡn hả? Thôi đi vô nhà uống trà. Ngồi xuống đi. Chà, thiệt tình luôn nha. Hồi nãy không nhờ anh là tôi bị gạt rồi đó. Công nhận mấy đứa nhỏ bây giờ nó diễn xuất hay ghê luôn thiệt. Anh không xuất hiện là coi như là tôi bị trúng quả lừa đó rồi đó. Có ở đâu. Tôi nói anh nghe, thời buổi bây giờ là nó ghê gớm lắm, chuyện gì cũng có hết. Ừ. Hả, bây giờ cái đợt bên đây gần ngay ấp mình luôn là cũng có một nhóm tới rồi nó than như vậy. Xong rồi chủ nhà lấy hết giấy tờ nhà ra đưa. Đưa luôn rồi giấy xúc nhà vệ sinh, giấy gì đưa hết. Ghê vậy đó hả? Thiệt, bởi vì anh phải cẩn thận mới được. Đúng không? Cũng may của anh đó nha. Ừ. Bạn tốt quá. Ừ. Bạn già. Uống đi, uống đi, uống đi. À mà nè. Ừ. À, đợt này nói là trúng số nhiều tiền lắm đúng không? Không biết là tính làm gì chưa?
cũng chưa tính làm gì trơn rồi á. Chưa tính ấy, để cho tôi mượn cũng được. Là ông thiệt luôn hay giỡn vậy? Không, nếu mà ông tin thiệt thì thiệt, giỡn giỡn, nói chung là tính có tính chưa thôi. Thôi giờ coi như giỡn đi nha. Rồi. Ông lúc nào cũng vậy trơn, cà rỡn miết à. Thật ra ông chưa tính gì trơn á trời á. Tại vì chờ thằng Long á, nó mang tiền về luôn không biết tính được. Cái gì? Thằng Long thầu đề á hả? Ừ. Trời, thằng Long nó mà có liên quan gì tới cái vụ này? Hôm bữa nó qua đây, nó sợ tôi lên Sài Gòn á là bị gạt đó. Cho nên nó mới nói là hồi để nó lên giùm cho, nó lãnh về yêu cho tôi. Nhóc vậy mà nó tốt ghê ha. Nó nói gì nó sợ ông bị gạt. Mà nó gạt ông trước rồi đó. Gạt cái gì? Ý sao cái hàng đó lại hàng giang hồ, không thể nào tin nó được. Nó gạt biết bao nhiêu người rồi mà bây giờ ông tin nó là sao ông Năm? Gạt cái gì? Nó rất là thành thật luôn. Thậm chí á, nó còn nói là đặt làm tin như tôi á. Nó đưa tôi 200 triệu để giữ tin cọc cho nó đó. Nè, ông trúng là bao nhiêu tờ? 10 tờ. 10 tờ là bao nhiêu tiền? Khoảng 20 tỷ á. Nó đưa ông bao nhiêu? 200 triệu. Đó, vậy ông phải là gạt ông còn gì nữa. Tôi nghĩ không đến nỗi đâu. Quen nhau không trong xóm gì không à. Quen thì quen, gạt thì gạt thôi. Bây giờ nó đổi xong rồi nó đi luôn, ông hiểu không? Vấn đề là đưa tiền như vậy là bị gạt. Ông không tin thì đi hỏi hết cấp này đi, coi người ta trả lời hỏi có phải là ông bị gạt không. Thì con nít 5 tuổi mà nó còn biết là ông bị gạt luôn á. Tụi nó không có thể nào gạt tôi hết trơn á. Ông yên tâm vô nó đi. Làm sao mà yên tâm được? Nó lấy tiền rồi nó đi luôn rồi sao? Ông nghĩ sao vậy? Tôi giờ già đầu hai thứ tóc vậy nè, nó dám gạt tôi hả? Không yên với tôi đâu. Làm sao mà không yên được? Ông thiệt, ông ngây thơ quá. Cái gì ông cũng nghĩ mình hay, cái gì ông cũng nghĩ mình biết hết. Rồi bây giờ ông tin tưởng nó, ông giao hết cho nó rồi nó đi luôn, đúng không? Thiệt, ông thiệt còn non và xanh lắm. Ý ông nói là tôi ngu quá hả? Không, ý tôi là không phải vậy mà nó là cũng tựa tựa giống vậy. Nè, tôi nhìn ông từ nãy giờ rồi nha. Bây giờ dù có bị gạt á, thì cũng liên hệ gì tới ông, hả? Thiệt, ông thiệt cố chấp thiệt. Bây giờ bạn bè tôi quan tâm ông, tôi muốn tốt cho ông, để ông là không bị người xấu là lừa gạt ông, mà bây giờ ông còn nói chuyện vậy. Thì bây giờ tôi nói thẳng ông luôn nè, vợ ông đó, ngày xưa ông tin thầy thuốc lang băm này kia, ông không chịu đi bệnh viện để cho chị mất, cũng tại ông thôi chứ tại ai. Nè, đủ rồi nha Tư, tôi nói thẳng với ông nè, tôi thích bị gạt rồi sao? Tôi muốn bị gạt rồi sao? Tôi muốn gạt đó là tiền của tôi, tôi trúng á tôi bị mất cũng là tiền của tôi, chứ gạt được không hả? Còn chuyện gia đình tôi nữa, ông mắc mớ gì ông xía vô, ông có quyền xía vô. Mà tôi thẳng với ông luôn nè, chuyện đó là vợ tôi chết là do tôi ha, là tôi chịu trách nhiệm, chuyện của tôi cũng chẳng có dính dáng đâu mà ông xen vô. Còn đỡ hơn ông á, ông là cái như người đàn ông nhu nhược ha, có vợ cũng như không có vậy, vợ nó bỏ đi cũng không dám nói gì ha. Đúng, tôi nhu nhược như vậy đó. Rồi sao, biết sao mà tôi sống là tôi không làm gì sai, tôi không bị ai gạt, rồi con trai tôi là nó lớn lên nó sống trong cái sự tốt đẹp được rồi. Tôi cũng mong nó tốt đẹp á, chứ nó giống như ông cái thứ mà ẻo lạ, thứ mà nhu nhược vậy, khổ con gái tôi à. Cái gì? Ông dám nói như vậy luôn hả? Tôi dám nói vậy đó là sao? Được rồi, bây giờ không cưới hỏi gì nữa hết, bỏ qua cái chuyện hai đứa đó đi. Ôi cảm ơn à, tôi đang lo, thì tôi đang lo từ nãy giờ đó, không biết nói sao để từ chối đó. Thì bây giờ tôi mới biết con người ông là như vậy á. Tôi không nói chuyện ông nữa, bây giờ là tình nghĩa bạn bè mình là coi như là cắt đứt. Ông muốn cắt không? Tôi cắt trước cho ông coi. Tôi không nói chuyện với anh nữa. Trời, tôi thèm mà tiễn khách. Không cần tiễn. Trời, xin lỗi nè, mời anh về. Không cần mời. Bé Tư đừng có giận. Tí con nóng cho nên là nói chuyện hơi sổ sàng. Bé Tư người lớn, bỏ qua cho tí con với. Cái gì? Mày nói cái gì? Tí... Mày năn nỉ cái ngữ này cho tí hả? Mày nói tía giống như là con nít vậy đó hả? Xin lỗi mày à, cái ngữ mà hèn nhát mà mày nhu nhược nè, không cần thiết làm bạn nha. Tôi không nói chuyện với con nít. Nè, bác nói con nghe, bác chỉ muốn tốt cho ổng thôi, mà ổng cố chấp như vậy thì để cho ổng tự nhận hậu quả đi. Còn chuyện con với con Hai Lục, bác xin lỗi vì không giữ lời hứa sẽ tác hợp cho hai con. Bác về. Về đi. Tía. Tía cái gì mà tía? Tao nói rồi. Nghĩ sao vậy hả? Không cần phải xin lỗi cái ngữ đó, thấy chưa? Chuyện của mày á, để cho tía lo. Tía. Cái gì? Tía biết á, là con với lại anh Hai Lục thương nhau thiệt tình. Tía vì một cơn nóng giận mà. Tội nghiệp tụi con tía, hạnh phúc của con á. Hạnh phúc cái gì hả? Đứng lên coi. Tía. Cái gì? Nhà của tao tôi muốn ngồi đâu tôi ngồi. Tía má cái gì? À quên nữa,
Nè, nói cho mày biết nghe chưa, tí nuôi mày khôn lớn lên tới bây giờ ha, cho mày đi học đàng hoàng. Bây giờ mày vì người dân nước lã, vì cái thứ mà hèn nhát nhu nhược đó, mày quay trở ngược cái lại mày cắn tí không ha. Nói rồi, cứ ở nhà đi, tí sẽ kiếm một người môn đăng hộ đối, đẹp trai hơn hơn cái thằng hai đó nhiều, để cưới cho con. Vậy đi. À quên, không, bực quá mà thiệt. Tí, cái gì đâu mà trà lạnh tanh à. Sinh ơi, Sinh con đâu rồi? Sinh ơi, thằng ba đâu? Thằng ba Tư Quý đâu? Có nhà không? Ra đây. Cậu ơi, xin lỗi, cậu kiếm ba con nhà tôi có gì không ạ? Đòi nợ. Ủa đòi nợ hả? Ủa nợ gì vậy? Nó nợ tiền. Nợ tiền hả? Mà thôi, không có nó ở đây cũng được, tại vì có nó ở đây nó cũng không trả được đâu. Ông là ba nó đúng không? Đúng. Thì ông trả nợ cho nó đi. Ủa làm sao? Sao hả? Tôi nói ông nghe, mũi dài thì lái chịu đòn, con ông không có tiền thì ông trả cho nó là đúng rồi. Nó nợ hai cậu nhiêu vậy? 2 tỷ. 2 tỷ hả? Ê thằng mất dạy, tao nợ tụi mày 2 tỷ bao giờ? Tao không có nợ 2 tỷ, hôm bữa tao chỉ có mượn 500 triệu, xong tao mượn thêm 200 triệu là 700 triệu thôi. Mà làm sao mà lên tới 2 tỷ được? Có gì nợ đây nha mày? Chị... Mày mượn mày không phải cho người ta có lời chứ mày? Tụi tao đâu phải làm từ thiện mày. Thật sự là số tiền nó quá lớn, tôi không khả năng trả số tiền đó. Chắc cậu có thể nào để tôi một thời gian được không? Tôi kiếm tiền tôi trả cho, từ từ nha. Tiếc nhà mình mới trúng số mà. Đúng rồi. Tôi có nhờ thằng Long á, nó có cầm cái tờ giấy số lên trên thành phố để mà lãnh tiền rồi. Nó lãnh nó mang về một cái là tôi trả cho cậu liền, nghe. Thôi, hai ông diễn hề cho hai tôi coi hả? Cậu ơi, cậu nói gì quán ứng cho tụi tôi lắm luôn thật. Tôi đẩy giờ thật, hai cho con tôi là không có hề diễn hài luôn á. Cậu, trời, nợ 2 tỷ làm sao hài được đúng không con? Đúng mà. Nội tâm đầy luôn, đau khổ luôn á cậu. Thiệt. Được, để tôi diễn hài cho hai người coi. Người ta không có tiền trả đúng không? Thì mình xiết đồ. Nãy giờ tôi để ý trong nhà thấy bộ lưu đồng rất là đẹp. Trời ơi! Này, hai thằng này. Này, lưu đồng để thờ nhá. Đúng để rồi. Thờ chứ đừng bao giờ xiết nhá. Thờ gia tiên á, không được hai cậu ơi. Không cần biết, vô lấy lưu đồng. Thôi bà. Ủa, có chuyện gì vậy Bác Nam? Chết mẹ, con bán đi số. Thôi đi, diễn gì vậy? Mày đi đòi nợ, đòi được cái gì? Mày nghe tao đi. Đi đâu? Đồ nợ. Làm ơn, lần sau hai người có trả lời cái gì á thì mình phải thống nhất với nhau. Má tôi nói làm cái gì cũng phải nhất trí. Bây giờ cuối cùng là đi đòi nợ hay là đi về? Đi về. Giấy nợ còn ở đó kìa, tan chứng vật chứng còn ở đó là sao đi về. Má tôi nói là đàn ông đừng bao giờ nói dối phụ nữ. Đàn ông là đầu đội trời chân đạp đất, một lời mà nói ra là bốn gió ngựa chạy theo không kịp. Cho nên á, mình dám nghĩ, dám làm. Mình dám nói ra thì mình phải dám nhận. Nói chung là đòi nợ đúng không? Đúng rồi, tới đòi nợ. Nhưng mà thôi, hai cho con có tiền thì đi về. Thì đúng rồi. Đi tới đòi một số tiền lớn như vậy á, làm sao người ta có được. Mà tôi nói thiệt, cái này là má tôi nói á, mấy anh á, lãi cũng phải vừa. Có 700 mà mấy anh lãi tới 2 tỷ. Đù, nghe luôn hả? Nghe chứ sao không nghe. Má tôi nói á, làm người á, mình cứu một mạng người thôi là mình xây tới 7 kiện chùa. Thì bây giờ thay vì mấy anh đòi lại như vậy á, sao mấy anh không cho luôn đi? Đó, mấy anh cho cái số tiền đó là xây biết bao nhiêu là kiện chùa, công đức là vô lượng luôn. Nói thiệt, cho nên á, là má tôi nói á, cuộc sống là mình phải cho đi. Má tôi nói hả là... Đó, hai anh hiểu không? Cuối cùng tao biết tại sao mày kêu tao chia. Quên,
Má tôi còn nói này nữa nè. Trời ơi, bố láo thật chứ. Nợ có 700 triệu mà lên tới 2 tỷ. 73-21 gần 300%. Lần sau có học nhớ xem trường lớp đàng hoàng nha con. Cái trường này phí cao quá mà đóng không nổi con à. Tụi nó lừa con tí à. Cứ đội 2 thì nó ra tứ quý, tứ quý thì nó lại ra 4 đôi tông. Mẹ mất dạy. Thì lỗi tí á. Thôi được rồi, tí vô chưa nghỉ đây. Con chứ chẳng cái. Đi đâu? Đi kiếm gì làm, phụ tía trả nợ chứ đi đâu. Má tôi nói á, con lạy má cô, con đang mệt mỏi, con đang buồn lắm rồi. Ê nè, má tôi nói á, anh làm vậy là đúng á, nhưng mà anh phải làm cái này từ rất là lâu rồi kìa. À đúng rồi, má tôi còn nói nhiều lắm. Nè, nè. Anh, tự nhiên thấy lo quá à. Không biết á, người lớn như vậy rồi ảnh hưởng tới hai đứa mình sao vậy? Anh thấy không sao đâu. Người ta thường nói càng lớn tuổi thì tính tình giống như nít vậy đó, hay giận hờn vu vơ lắm. Mà anh nghĩ tí anh với tí em khó giận nhau lâu lắm, tại vì họ chơi thân nhau từ nhỏ mà. Là nhiều khi trong lúc giận thì họ nói vậy thôi chứ không sao đâu. Em biết mà, nhưng mà lần này tí em giận kỳ lắm. Anh cũng không ở đó, không có biết được đâu. Em nghĩ ấy, là lần này là căng thật ấy. Sao tự nhiên em nói là mình lo theo? Cũng may là đợt này anh có mặt ở đây á. Yên tâm đi, có gì anh đứng ra dàn xếp vụ này cho. Em tin anh á. Yên tâm đi. Xin ơi, Sơn. Xin ơi, Xin. Thằng Ba ơi, thằng Ba tới quý đâu rồi? Con đây tía ơi, con đây tía. Đứa con lầm đường lỡ bước, đứa con lạc lối của tía đây. Tía đừng có la lên như vậy, con lo lắm. Tía đừng có hoang mang Hồ Quỳnh Hương như thế mà. Thôi dạp rồi đi. Đang cảm xúc dân trào mà nói một câu nghe chất quất mà. Con nói vậy cho không khí nó đỡ lặng lè đấy mà. Nặng nề cái gì? Mệt mày quá, mày nói xong tao mới thấy nặng hơn đó. Rồi con Xin đâu? Khổ ghê lắm. Trời, cái gì ghê vậy? Làm gì ông ngồi lù lù đóng vậy cha nội? Vô tôi ngồi nãy giờ tôi vô lượt với nó. Bận áo về không nhìn thấy luôn. Xin lỗi anh nha. Kiếm Xin đúng không? Ừ. Anh nghĩ anh Xin nó ở đâu? Nghĩ sao ra? Tôi biết. Nó bên nhà tôi. Ồ vậy hả anh? Nó ngồi tâm sự với anh Hai Lục bên kề, hai đứa nó tâm sự mà thiệt tôi thấy thương mà muốn rơi nước mắt. Trong khi đó là thiệt nghe xong cái chuyện là tôi mới giận anh hơn nữa. Nhưng mà nhờ là có ông ba nói tôi biết là mấy giang hồ nó tới đây kiếm anh này, nó làm cái gì này nọ đó. Rồi giờ sao? Thật với anh luôn, cái chuyện nó xảy ra xong rồi tôi cũng hối hận lắm luôn á. Cũng vì cái tính mà cố chấp của tôi mà ngày xưa hại cho vợ tôi chết. Rồi bây giờ con cái như vậy, cứ nghĩ là lo lắng cho con cái đàng hoàng, rốt cuộc chỉ được mỗi con chị thôi. Còn thằng em là cờ bạc rượu chè nợ nần chồng chất vậy luôn. Thật, vì khi tôi nghĩ tôi muốn chết cho rầu luôn á. Mà nghĩ chết mà xuống gặp mặt vợ, không biết đối diện cái vợ tôi như thế nào nữa nè. Ai chết? Ai muốn đi chết? Thằng Siêu bắn cái số. Đi nhanh, đi nhanh, đỡ đi đâu? Bác Năm ngồi xuống đi. Thì đứng lên ngồi xuống mà. Má con nói á, làm đàn ông á, không có nên trốn tránh sự việc. Mà bác Năm cũng ngộ ghê. Má con nói á, là mình làm gì mình cũng phải biết quý trọng cái mạng sống của mình. Ngày hôm đó con đã cứu bác Năm một mạng rồi,
con dìu bác Năm từ ngoài đường đi về tới nhà vã mồ hôi, con không tính toán bất kỳ một cái gì hết trơn á. Bác Năm nghĩ sao mà bác Năm đó bác Năm muốn đi chết. Má con nói ông bà sinh mình ra cho mình một cái hình hài, nuôi nấng mình nên người. Vậy mà hả, bác Năm nghĩ làm sao mà bác Năm tự đi hủy hoại cái hình hài đó, rồi làm sao bác Năm dám nhìn liệt tổ liệt tông, rồi xuống dưới đó đoàn tụ, làm sao bác Năm có thể đấu diện với lại hả những cái tiền thân mà đi trước. Mày khép cái mồm này được không? Sao má mày là cái ai mà sao lắm mồm nói với mày nhiều thứ thế? Tía tao là mấy chị đang bé bé là muốn là nghĩ tới cái chết thôi mà nghe mày nói một hồi tía tao muốn chết thật á. Con à, bác quyết định rồi, bác không chết nữa. Về nhắn nhủ má con à, yên tâm nha. Dạ. Nếu mà bác suy nghĩ như vậy á thì được. Cảm ơn con. Nè, mà qua sự việc này thật sự mà tao nói hoạn nạn mà thấy chân tình, tôi thấy là đúng á. Trong cái giờ phút mà dầu sôi lửa bỏng này mà ông không dẫn bỏ tôi, cảm ơn ông nhiều nha. Có gì đâu mà cảm ơn. Nè, tôi nói cho Năm biết, mình chơi với nhau từ đó giờ rồi, cho nên á bây giờ Năm gặp bất cứ chuyện gì thì Tư cũng sẽ là giúp đỡ cho Năm. Cho dù trời có sập xuống, Tư cũng sẽ là người đỡ cho Năm. Trời ơi má ơi, nổi hết da gà luôn á. Không lẽ lời má con nói là thiệt luôn á hả? Má mày nói gì? Trẻ không chơi, già đổ bóng. Đổ cái độc cha mày, mày tính tao đổ hết bình trà vô họng mày không? Thì con thấy sao con nói vậy thôi. Mà má con nói á, bóng già đừng nổi nóng, nổi nóng là đứt bóng. Trời ơi, mày cô đi. Thôi thôi bác Tư ơi, bác Tư nói lại ở đâu? Mồm nó có xoẹt xoẹt thế à? Trời em nổi tiếng vậy luôn hả? Mày khép mồm lại đi. Mày á, mày nổi tiếng nhất cái vùng này á nha. Ai mà nghe tới cái tên mày chỉ cần cái tiếng mày vọng tới là nó chạy cái tâm xa cái tám thước á. Bác Năm này. Có chào tía. Ủa? Con chào bác Tư. Con. Con chào bác Năm. Con chào tía. Tía. Hai người huề rồi ạ? Có cái gì đâu mà huề không huề. Tao giống có bao giờ giận nhau đâu đúng không? Đúng rồi. Làm gì giận con? Nữa hả? Nữa gì vậy? Nè, tao giống mà mất tự do thật bất tự nhiên á là do mày không đó nha. Má ăn nói á, nếu mình không có mắc gì mình nhột. Nhột gì mà tao cột cái mỏ lại không? Má ăn nói á. Thôi dẹp con đi. Nhà tao gia can tao đang rối mà vô cứ má con nói hoài. Rối gì nữa anh? Bây giờ con anh về đây hết, gần ba về, hai về đây hết rồi, có đâu rối. Trời ơi, nơi nó về đây là một lẻ. Bây giờ coi hỏi nó coi, nợ người ta 2 tỷ, bây giờ lấy tiền đâu ra mà trả người ta đây nè. Thì có gì đâu, bây giờ anh qua Nhàn Long lấy tiền mà trúng số bữa đó trả nợ cho nó. Phải ha. Cái chuyện đơn giản sao tôi nghĩ ra ta? Thì giờ nó nợ mình quá. Mấy ngày hôm nay là tôi nghe nó là đi Sài Gòn về rồi. Mà tôi định tôi chờ nó qua nó đưa tiền cho tôi. Mà chờ hoài mà sao không nghĩ là tôi phải qua tận nhà tôi lấy, đúng không? Không. Đi liền cho nó nóng ha. Đúng rồi tía. Con cũng phải qua hỏi cho xem làm sao con nợ của nó có 700 triệu mà nó lên nó làm 2 tỷ. Tía đây con phải qua ngay cho nó nóng. Bà Tú Quý. Tôi đi theo con, nó nóng quá là nó làm bậy làm bạ nữa. Dạ. Đi con. Vô. Rồi. Ê, thằng khốn à. Sao mày lừa tao hả? Mày nói gì mày? Tao lừa mày cái gì? Mày con mở mồm thì mày nói lừa cái gì hả? Mày hứa tao vay mày là chỉ có 500 triệu với lại thêm 200 triệu là 700 triệu. Tại sao mày kêu hai thằng này qua mày nói với tía tao là tao nợ mày 2 tỷ hả? Ừ thì mày nợ 2 tỷ tao nói 2 tỷ chứ bao nhiêu? Tao nợ mày 2 tỷ thôi, nào là 700 triệu thôi mà. Mày khùng quá à. Cái gì nó cũng có tiền lãi tiền lời, 2 tỷ là còn ít đó. Coi như tao chơi, tao bị mày dụ tao ngu. Tại sao mày dám lừa tiền tía tao trúng vé số? Nè. Hả? Tao nói mày nghe nha. Cái chuyện mà vé số á là chuyện của tao với tía mày. Còn mày á, tư cách gì nói chuyện đây? Mày nên nhớ nha, mày còn thiếu tiền tao đó. Mày là con nợ của tao. Tao là con của tía tao mà tao không có tư cách thật thằng này. Ôi. Đứng lại. Tía. Mày làm cái gì hả? Ba thằng nó đánh con tía. Tía thấy rồi. Nè, mày ha, mày lừa gạt tao đúng không?
Gì chú Năm? Gì chú kéo Nguyễn Đình qua chi vậy? Qua để dạch cái bộ mặt ngoài với làm cái gì? Tiền vé số á, mày lãnh đồ xong mày không đưa lại cho tao mà mày về đây xong rồi mày ngồi mày nhậu nhạc ở đây là sao? Hả? Nè nè, cái vụ vé số tôi chưa tính sổ với ông nha. Hả? Ông nói tôi là trúng 10 tờ 20 tỷ mà trúng có một tờ là sao? Cái gì? Nè, tao biết trước thế nào mày cũng dở ra cái thói lừa gạt đó ra mà. Tao mang sẵn con nhỏ xíu này qua nó nói chuyện mày luôn nè. Ha. Mày nói đi. Nó đưa nó 10 tờ mà nó trúng một tờ là sao? Dạ trúng một tờ mà bác Năm. Không tờ à. Cái gì hôm bữa rõ ràng mày đưa tao 10 tờ với số mày cứ trúng độc đắc mà. Đúng rồi, thì cũng đưa là 10 tờ. Nhưng mà cái lúc mà con chạy vô là con chỉ nói là trúng số rồi, trúng độc đắc rồi. Con đâu có nói trúng 10 tờ. Xong rồi cái tối hôm đó con qua bên nhà của bác Năm. Con vô con nói rõ ràng với bác Năm là con tính nói là chúng có một tờ thôi. Mà sao tự nhiên bác Năm á là cho mọi người là tiền nhiều quá vậy? Đó, đó. Ông thấy chưa? Nghe con bé giấy số nói chưa? Chúng có một tờ thôi mà chưa kể nha. Nó tính tiền thuế hết 10% là còn có 1 tỷ 8. Chưa kể bữa tôi đưa ông 200 là còn 1 tỷ 6. Con ông nợ tôi 2 tỷ. Bây giờ là tôi đưa ông... À đúng rồi, ông còn nợ tôi 400 triệu. Sao mày nói chuyện với tía tao mà mày cứ lôi tao vào thế nhỉ? Cái tiền của tao với mày là tao tính riêng, còn tiền của tía tao á, chúng với số á, là đây là tiền của tía tao riêng nha. Nè nè, tao nói mày nghe, mày mới thằng lật lọng nha mày. Bữa hút đài mày nói sao? Tiền nhà của mày á là cũng là như nhà của ông già mày, mà nhà của ông già mày cũng như nhà của mày, thì tiền của mày cũng là tiền của ông già mày, thế thôi. Thôi được rồi, bây giờ đừng có nói chuyện với mấy cái ngữ này nữa. Bây giờ mình vô là mình tán cái mặt nó đi anh. Ờ đúng á, ý ông Nguyễn tôi á, bập tay nó. Tía anh ngầu ghê. Tía em còn đâu kém gì đâu. Con trai, con yếu đuối lắm. Lui về phía sau. Nè, con trai chở cho nó đi. Dạ. Ê, ông già. Hả? Cái gì? Ông qua nhà tôi mà ông muốn lấy người về lấy hả? Hả? Ai cho ông về hả? Má tôi có nói á, giữa đường gặp chuyện bất bình là mình rút đao tương trợ. Không cần phải hỏi ý kiến của ai hết. Chưa kể, má tôi nói rất là nhiều. Làm con người á, mình phải có một chút lương tâm đi. Cuộc sống là mình phải biết cho đi. Cho và nhận á, thì mình mới cảm thấy mình hạnh phúc, mình thanh thản. Cứu một mạng người là xây bảy kiển chùa. Anh nghĩ coi, anh giúp người như vậy, anh cho mượn tiền như vậy là một cái điều tốt. Nhưng khi anh lấy lại như vậy là một cái điều không tốt. Nếu được anh nên cho đi. Khi người ta không đủ khả năng chi trả cho anh thì anh nên cho hết. Thậm chí anh có thể rút tiền túi anh ra để anh cho người ta. Và thậm chí bán nhà để giúp đỡ người ta cũng được nữa. Anh chưa hiểu đúng không? Để tôi nói lại cho anh biết. Má tôi nói á, là con người chúng ta phải biết yêu thương lẫn nhau. Chưa kể chúng ta sống trong một cái xóm này thì tình làng nghĩa xóm nó càng quan trọng hơn. Thương người như thể thương thân. Rách lành đùm bọc vợ hay đỡ đần. Anh cần phải nâng đỡ những cái người mà người ta thấp kém hơn anh. Anh hiểu không? Anh vẫn chưa hiểu đúng không? Má tôi còn nói như thôi, vậy nữa nè. Thôi. Bây giờ vậy nè. Tao chỉ lấy đúng 700 triệu mày. Ông mình hiểu tôi rồi. Còn ngoài lại tôi trả nè. Nè, đây, nè. Còn bao nhiêu á, tôi gửi lại, tôi không lấy gì hết á. Đó. Anh giữ giùm tôi đi. Anh nói thiệt không? Tôi nói thiệt. Má tôi nói á. Thôi. Bây giờ mày nói nữa tao giết à, không tao tự tao giết tao bây giờ. Không, má tôi nói trời đó. Ơi à. Má tôi nói anh trả tiền lại cho anh ta là đúng lắm á. Trời ơi, sao mày không nói sớm, đưa tao đi bệnh viện. Đi. Coi vậy mà công nhận má con hay nha. Nói từ một thằng gai góc nhưng mà nó tự sọt nó luôn. Nhưng mà công nhận nha, qua cái sự việc kỳ này á, tôi rút được bài học rất là quý giá. Đó là cái gì của mình á là của mình, còn cái gì không phải của mình á thì chắc chắn không phải của mình. Có cố gắng cách mấy cũng vậy thôi. Nhiều khi mà tiền bạc á nhiều quá cũng lòng không thanh thản đâu hả. Bây giờ anh hiểu là cũng được rồi. Tôi nói nghe là mình cũng gần đất xa trời rồi. Tiền bạc á chỉ là phù du thôi, chủ yếu là tình cảm. Chính xác. Ừ. Gì vậy? Nữa hả? Trong cái lúc mà ngầu sôi lửa bỏng vậy mà tụi nó vẫn giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy đó. Nè. Dạ. Rầu mấy chuyện này mấy hôm nay rồi, không để ý tụi con. Rồi, tình hình tiến triển sao rồi? Có tính gì đâu tí, còn con còn nhỏ mà.
Với lại con tính lên Sài Gòn học, sau đó ở ký túc xá ổn định thôi tía. Dạ, ở trên Sài Gòn còn có con, có gì chạy qua chạy lại, bác Năm yên tâm. Con thấy vài năm nữa công việc có ổn định, con sẽ mở công ty. Lúc đó em xin cũng vừa tốt nghiệp xong, có gì ra quản lý công ty chung với con luôn. Ừ, rồi tính chừng nào đám cưới? Bác. Dạ, cái đó... Cô, tôi sợ cô quá, lúc nào cũng vậy. Muốn chồng gần chết, nôn gần chết luôn à. Nghe nói mắt sáng rỡ, sao xạo không à. Gì? Thôi, nè. Đó, giờ chị mày là vậy yên bề gia thất rồi đó. À, còn mày sao? Hả? Thằng cô cốt đột. Con sợ lắm rồi tía ạ. Con hứa với tía là từ bây giờ con sẽ không bao giờ đi vào con đường đó nữa. Con sẽ làm lại từ đầu tía ạ. Nhưng mà... không biết làm từ đầu từ đâu. Không biết bắt đầu từ đâu á, không có quan trọng. Quan trọng á là con quyết chí làm lại từ đầu. Được chưa? Sẵn á, tiền có ở đây nè, tía sẽ đầu tư cho con. Cảm ơn người cha vĩ đại của con. Trời đất ơi. Con hứa với tía, con sẽ lấy hết số tiền này để con đi đóng học phí. Hứa hả? Thật nè, phải có nghề nghiệp đàng hoàng rồi con mở công ty cạnh tranh nữa chứ. Vậy tía chịu. Má con nói á. Nói cái gì nữa? Đồ ăn không có nên để phí, uổng lắm. Không may, nhậu đi Bác Năm. Con điên. Đó. Từ nãy giờ bác nói, từ nãy giờ bác nghĩ là con hiểu rồi ha. Dạ. Ở trên Sài Gòn á, cố gắng sao mà nâng đỡ chăm sóc xin giùm cho bác. Rồi đợi khi nào mà hai đứa học hành xong xuôi rồi, như là tốt nghiệp xong á, mà tính đến chuyện hứa sinh nghe. Bác Năm coi tiệm con tí nha, đi giao đồ cái. Ok. Dạ. Nhớ đi sớm về sớm nghe. Dạ. Thì chứ cái chuyện đó thì bác Năm cứ yên tâm đi. Con với lại Sinh cũng có bàn kỹ nhau rồi. Thì tụi con tính là để cho Sinh tốt nghiệp đại học xong hai đứa đi làm lụng khoảng chừng 2-3 năm gì đó để tích lũy số vốn. Tụi con mới tính đến chuyện làm đám cưới. Vậy thì tốt. Dạ. Coi như con Sinh là coi như không có lo nữa rồi. Bác là chỉ cứ lo cho thằng ba thôi. Mấy lần trước á, là cứ lo là nó đóng cho tụi cờ bạc không à. Còn cái này là rõ ràng là nó lên coi như là đi học đàng hoàng. Không biết sao nó có chịu khó học thiệt hay không nè. Mà con nghĩ sao cái chuyện vừa rồi chắc là em nó cũng rút được bài học rồi Bác Năm. Cũng mong nó vậy thôi. Ê ông già, có tiền ông cho xin đất đi. Quen hả Bác Năm? Không quen. Ủa xin lỗi cậu là ai vậy? Hả? Tôi bà con lối xóm của anh đây à, nghe ông trúng số tới xin đất tiền. Trời, người ta nói lá lành phải đùm lá rách chứ. Trời ơi, vậy thì ra là cậu xin tiền á hả? Tôi xin tiền á, giờ làm sao cho ông? Tôi xin tiền mà nói chuyện kỳ cục vậy? Ôi mà trời, ông già này xin tiền mới trúng số mà không cho. Ông muốn cái gì? Ôi! Má xui thiệt chứ. Rồi! Ôi! Dạ, con xin lỗi bác. Con không dám xin tiền bác đâu. Cái gì mà giống như bánh tráng trộn là lật nhanh vậy? Dạ không lật gãy tay sao bác? Cũng biết nữa ha. Nè, nói cho nghe, mình làm cái gì thì làm, hiểu không? Xin người ta phải đàng hoàng chứ đừng có hồ hùng hổ hổ rồi hổ báo vậy, nghe chưa? Cái này là tha, lần sau đừng trách vì sao nước biển lại mặn, nghe chưa? Nè cầm ít tiền kiếm gì ăn đi. Dạ thôi bác, con giữ cái phê bác, con không dám nhận đâu. Không nhận thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn nha. Dạ nước biển vẫn mặn mà bác. Ép mà lấy được không? Dạ được chứ không gãy tay sao bác. Dạ cảm ơn bác nhiều. Rồi sao không đi đi? Dạ sao đi được bác. À khóa tay hả? Dạ. Thôi thả đi con. Ôi dạ, đau quá bác ơi. Đau chứ, gối mà bị giọng xuống đá xanh làm sao không đau được. Thôi con cảm ơn bác. Con xin phép đi. Mày trẻ đi sớm vậy? Dạ đi chứ gãy tay sao bác. Đi. Thôi
cảm ơn đại hiệp. Sụt quá. Tuổi trẻ bây giờ làm ăn đàng hoàng thì không lo, hở một chút là nè. Dạ. Học gió nào vậy? Còn tại lúc rảnh ở trên Sài Gòn mà không đi làm thì con cũng tới phòng tập. Tập chủ yếu là cho khỏe người thôi. Với lại sau này lỡ có gì còn bảo vệ vợ con nữa. Được, cái đó chịu nha. Lẹ đó. Dạ. Cảm giác thiếu thiếu gì ta? Thiếu gì bác Năm? Tại mọi hôm mà mình ngồi chút xíu cái là... À đúng rồi, con xíu. Con xíu bán vé số. Mọi hôm mà ngồi chút xíu là cái chuyện mà bất bình như hồi nãy là nó có xuất hiện rồi, nó giảng đạo ta liền. Mà sao nãy giờ không thấy nó ta? Thì bác Năm cũng biết là bé xíu bán vé số đúng không? Ừ. Thì bây giờ chắc là đang bán ở đâu đó, nhiều khi khách người ta mua quá rồi ở đó bán chứ lại làm chi? Không phải, con nhỏ này tao biết mà. Mỗi lần mà ngồi đây mà có chuyện gì bất bình bất cứ chỗ nào nha, nó giống như là ông Bục ông hiện ra liền à. Giảng trong bài học là cái gì à? Má con nói như là y chang nha. Mà kỳ này không có là không đúng rồi đó. Thôi kệ nó đi, rồi nhiều khi nó đang bán, bác Năm nhắc nó hồi nó hết xì đó, tội nó. Mà sao tự nhiên bác Năm muốn gặp một xíu dữ vậy? Phải thấy nó lạ thôi. Với lại không gặp đó cũng thấy cũng thiếu thiếu gì á. Cái miệng chóc chắc hoài cũng tội nghiệp, thấy không? Nó mới về đây cũng có mấy năm thôi. Dạ. À, đặc biệt nha, không biết sao nó thần tượng má nó ghê nha. À, nó nổi giật, nó nói cái gì là má con nói mà khổ nghe, chưa bao giờ gặp được mặt má nó hết trơn á. Dễ mà, giờ có gì đâu. Bây giờ con tính vậy ha, bác Năm thấy có tiện không ha. Bây giờ mình qua nhà một xíu đi. Nếu mà một xíu nó bán xong vé số á, con sẽ về nhà. Lúc đó là tiện công đôi việc luôn, vừa gặp má của xíu với lại gặp xíu luôn. Có đường đầu quá không ta? Trời, có gì đâu, hàng xóm láng giềng với nhau mà. Với lại người ta về mấy năm mà mình chưa gặp mặt thì đây là cái cơ hội tốt nhất đúng không em? Hàng xóm này thật sự người ta cứ nhót, hiểu không? Thì về gặp nó vậy là muốn biết má nó bá đạo cỡ nào nữa. Thì cũng biết phải qua nhà chứ. Vậy đi, thử là luôn tới gặp cái bà đó, bà như thế nào mà đến nỗi mà đào tạo đứa con như vậy. Chắc ở đây rồi nè. Xíu ơi, Xíu ơi, mua đâu cả? Chắc là nhiều khi Xíu đi bán chưa về bác Năm. Hay là để lúc khác mình qua kiếm cũng được. Bậy, bây giờ là lỡ tới rồi, nếu không có nó ở nhà thì phải gặp má nó chút xíu, thấy không? Để tụi nó là không có phép, không có lễ. Dạ. Ừ. Xin lỗi, có ai ở nhà không? Ờ, bà chị ơi. Ủa bác Nam, anh hai. Trời ơi, qua kiếm con hả? Ừ. Trời đất ơi, em biết không, sáng giờ ngồi uống cà phê với anh mà nhắc em chắc cũng 70-80 lần á. Mới không gặp có một ngày thôi á mà bác Nam nhắc con quá trời. Vậy là bác Nam quý con lắm nè. Ừ. Trời ơi, mà đúng thiệt. Sáng giờ hả bác Nam nhắc con quá. Con ở nhà nè, con đâu làm được gì đâu. Con hắt xì quá trời luôn á. Làm con tưởng cái thằng nào nhắc con không à. Má con nói á, không biết á là không có lỗi. Mà má con còn nói nữa, người lớn á mà hay để bụng á là sống không có thọ đâu. Tao bỏ qua lâu rồi. Ha, bỏ qua lâu rồi, được chưa? Dạ. Vừa ý mày chưa? Dạ. Mà bữa nay bác Năm với anh hai qua kiếm con mua vé số hả? Ờ, thì sáng giờ ông Dương hai nói á là không có thấy mày ra bán vé số, tao lo, tưởng mày bị cái gì. Sẵn qua đây hỏi han sự tình như thế nào rồi có gì gặp thần tượng mày luôn. Ủa, thần tượng của con là ai bác Năm? Thì má của mày đó, mày mở miệng lúc nào cũng má con nói. Thì qua đây để diễn kiến. Vậy là bác Năm với anh hai muốn gặp má con hả? Ừ. Vậy con mời hai người vô nhà. Ừ, đi, dẫn đường. Bác Năm sao vậy? Đau nhói lòng con. Nhà nó khổ quá mà. Ơi, dạ sao bác Năm? À không. Ờ, à, con với má con sống ở trong cái nhà này hả? Dạ đúng rồi bác Năm. Thôi, mai mốt qua bên nhà bác ở. Con với má con cứ qua. Hiểu chưa?
bác cất một cái phòng đàng hoàng ở đó. Ở đây chật hẹp lắm, dạ, không được đâu. Dạ. Thôi được rồi, ra ngoài kia đi, bác thấy có cái bộ bàn ghế đá ngoài kia, mình ngồi nói chuyện cũng được con, nha. À, dạ, con thấy con sống ở đây cũng được, mà nếu mà bác Năm thấy không tiện á, sợ chật thì con mời bác Năm với anh Hai qua bên đây. Con à, giỡn con. Dạ. Bác không phải chê nhà con nghèo mà không chịu vô, mà vấn đề này vô là sợ làm phiền con thôi, hiểu không? Dạ. Ở trọ thì ở làm phiền tới chủ nữa là đuổi chết. Dạ đâu có, nhà của con á. Má mày có nói là giỡn ngay của dừng bị ăn bạc tay không con? Dạ con đâu có giỡn. Nghĩ sao bán với số mình mà nhà mày bự giờ ba với cái thằng đá vậy? Năm với anh Hai không hiểu cũng đúng rồi. Đây là nhà con thiệt. Đó là một câu chuyện dài với bác Năm. Thật ra hồi đó là hả, lúc mà con bán vé số á, là lúc đó nhà con còn khổ lắm. Xong rồi á, con bán bữa được bữa không. Cái bữa đó hả, con bán trời mưa, quá trời mưa luôn, con bán đâu có được đâu. Cái con mới về nhà nha, còn nguyên một cọc vé số vậy nè. Cái gì vậy bác Năm? Nghe nó nói mà nhói tim. Dạ, xong rồi cái hả con khóc từ, quá. Từ từ để bác, dạ, bác bình tĩnh ra. Có cần con về lấy thuốc không? Tiếp cho con. Xong rồi cái con buồn quá trời, con khóc quá trời luôn. Xong rồi cái má con mới nói á, thôi có ai đâu mà buồn, mình á buôn bán á, có bữa được bữa không là cái chuyện bình thường. Thôi thì giờ con ráng đi, con ráng con chịu khổ, rồi á sau này á mình chịu cực. Ủa cái gì, cái nó chất quất rồi mà đang đau mà phải hạ cơn đau xuống luôn á. Dạ dạ không có má, con nhớ rồi, má con không có dạng vậy. Má con nói á là mình á ráng mình chịu khổ rồi sau này á mình mới sướng được, khổ trước sướng sau thế mới giàu đó. Xong rồi cái hả con hết buồn luôn bác Năm. Xong rồi cái hả chịu cũng vui quá trời vui luôn bác Năm. Ủa sao vậy? Cái vé số á, vé số mà con ế á đó không có trả người ta được, trúng số bác Năm, giải đặc biệt đó. Xong rồi nha, cái có nguyên một cái mớ tiền vậy, cái lúc mà mới về đây ở nè, cái xong rồi má con lấy tiền đó má con mua đất cái nhà này luôn đó. Ờ thì ra vậy. Dạ, khổ trước sướng sau thế mới giàu. Ủa rồi tự nhiên cái dựng cái nhà lại lên kia cho nó mất mỹ quan vậy con? À má con dặn con á, mình sống á mình phải có cội có nguồn. Má con á bỏ tiền ra xây lại cái nhà này nè, để mà tưởng nhớ lại cái thời mà hai má con khổ cực. Khổ trước sướng sau thế mới giàu. Công nhận má nó cũng có bộ óc vĩ đại ha. Dạ. Nghĩ được như vậy luôn. Nó như răng dạy con nhìn cái này để mà nghĩ là phải là sống cho đàng hoàng đúng không? Dạ. À, thôi. Bắt đầu à, không những mà con mà con thần tượng má con, tới phiên à má mày là thần tượng của tao luôn rồi đó. Cho gặp. Má con biết chắc má con vui lắm á. Cho gặp được không? Dạ vậy con mời bác Năm với lại anh Hai vô nhà. Hai người cứ tự nhiên như người ở nhà. Nhưng mà đừng quên mình là khách. Sốc hoài à thiệt. Sao mà quen à? Dạ bác Năm vô đây nè bác Năm. Đâu? Má mày đâu? Dạ má con đây nè bác Năm. Chào chị. Là sao? Dạ má con mất rồi bác Năm. Má con mất cách đây 1 năm. Bữa nay là hả dỗ đầu của má con á. Má ơi, bác Năm á thần tượng má lắm. Bác Năm nói hả là muốn gặp má một lần, có nhiều điều muốn nói với má lắm. Bác Năm nói đi bác Năm. Mày đi ngay má. Dạ xin lỗi chị. À, được rồi đây. Nói sao? Quá chứ. Dạ bà chị, nghe xíu nó cũng nói về chị nhiều. Chị y chang ha. Ừ, đúng rồi. Dạ chị, nghe nó nói về nhiều về chị. Dạ hôm nay tới gặp chị gái chị ha. Dạ tới nói chuyện nè. Dạ. Bác Năm nói con nghe nè, cái gì cũng vậy, hiểu không? Lần sau mình nói thẳng đề. Tự nhiên cái mày nói rồi đưa dắt vô như vậy rồi hiểu lầm là tùm lum tùm la, thấy chưa? Dạ. Nè,
Rồi sao má bay mất hồi nào mà không báo? Dạ, tại má con nói á, là má con sợ phiền bà con. Tại vì má con nói á, bình thường á, con đi bán vé số á, là con cũng đã phiền mọi người lắm rồi. Cho nên lúc má con mất, má con không mới dám phiền. Má mày tào lao, tâm... Xin lỗi chị, trời nóng quá. Má con gì là sai, con hiểu chưa? Dù gì cũng là bà con sống gì với nhau. Nghĩa tử là nghĩa tặng, hiểu không? Tại sao lại nghĩ như vậy được? Ít gì phải để cho bà con tới nơi là thắp nén nhang chứ. Bay làm cho thiệt luôn á. Mới năm giờ tiền ấy nấy hết sức vậy đó. Vậy con ba em đâu sao không thấy? À, má em nói á, ba em á đi làm ăn xa, để má con em ở nhà. Nhưng mà không biết á, ba em đi làm ăn ở đâu á, mà lâu là lâu không thấy ba em về. Rồi hả, má em cứ chờ hoài, mà ba con đi làm ăn xa vậy á, không biết có cực không bác Năm? Chắc cực lắm hả bác Năm? Mà ba con á, đi làm ăn xa như vậy á, không biết là ba con có nhớ má con không nữa. Chắc là nhớ lắm hả bác Năm? Ủa mà sao ngộ vậy? Nếu như mà ba con nhớ, sao ba con không về đây thăm má con? Chắc ba con không nhớ đâu hả bác Năm? Tại vì nếu ba con nhớ là ba con đã về rồi. Mà bác Năm biết không? Trước lúc mà má con mất á, má con có một ước nguyện nha, là được gặp ba con lần cuối. Vậy á, mà má con cũng không gặp được luôn á bác Năm. Ba con mà biết á, má con mất vậy, không biết ba con có buồn không hả bác Năm? Chắc là buồn lắm hả bác Năm? Ủa sao con kể chuyện mà hai người không đồng cảm với con vậy? Đồng cảm cái đầu mà chứ đồng cảm. Mày hỏi mà tự trả lời hết trơn rồi. Sao đồng cảm? Tao mới có kịp cảm cái thôi là mày xỏ vô cái vô họng người ta rồi. Dạ. Tại má con nói á, thì nói chuyện với người lớn á, không mấy mình nói nhiều chút sợ bác Năm mệt. Mệt quá à, lúc nào cũng ngụy biện cũng nói được hết trơn hết trọi à. Mà bác Năm, con hỏi bác Năm điều được không? Rồi nói đi, hỏi gì đi cô nương. Dạ. Con á, con muốn gặp ba con lắm. Mà má con nói á, ở trên Sài Gòn á, đất chật người đông, không có biết đường nào mà lần. Cho nên á, giờ con mà muốn gặp được ba con chắc khó lắm hả bác Năm? Cũng căng à. Em thực sự là rất muốn gặp ba em đúng không? Dạ đúng rồi. Tại vì trước khi má em mất á, là má em đã không gặp được rồi. Cho nên á, ít nhất á, em cũng phải gặp được để hả coi như thực hiện được di nguyện của má em. Anh nghĩ cái chuyện này cũng dễ thôi. Bây giờ anh sẽ lấy điện thoại quay một đoạn clip nói là bé Xíu trúng vé số 20 tỷ. Rồi bây giờ cần tìm ba để ba về quản lý phụ cái số tiền đó. Rồi mình post lên Facebook. Được không? Hay á. Không. Ba con đang làm ở đây xa kiếm tiền để chủ yếu là phụ giúp gia đình thôi. Mà nghe con trúng số vậy á, chắc chắn ba con sẽ quay về. Má con nói á, sống ở đời á, đừng nên ăn gian nói dối. Có thì mình nói có, không thì mình nói không. Luật nhân quả là không có chừa một ai đâu. Nếu mà mình ăn không nói có, trời không đánh, thánh không đâm, có ngày xe hơi cũng hỏi thăm sức khỏe á. Con mới làm điều gì ác lắm hả bác Năm? Con giúp tìm ba thôi mà sao kỳ không dữ vậy? Cái này nè, không biết má con có nói con không nha. Bác Năm nói cho con hiểu không? Mình nói dối hay nói cái gì người ta mà mình cảm thấy mà giúp ích được cho người ta, làm người ta vui á, là không có tội. Hiểu không? Khi nào mình nói dối, mình gạt người ta mà mình làm cho người ta buồn á, mới là có tội. Hiểu chưa? Mà má con nói. Rồi thôi về, khỏi kiếm ta. À dạ không phải. Má con nói á, nói dối mà không có hại ai, vậy thì được. Rồi đó Xíu, bắt đầu đi em. Xin chào các bạn, mình là Xíu. Hôm nay mình làm cái clip này á, để mình tìm ba của mình. Các bạn ở trên Sài Gòn, nếu ai mà có thông tin gì của ba của mình, các bạn hãy nhớ liên lạc với mình nha. Các bạn ơi, nếu như mà bạn nào có thể giúp mình tìm được ba mình, thì mình sẽ tặng cho các bạn một cọc tiền này nè. Dấu hiệu nhận biết ba của mình là khi ba mình đi á, ba mình mặc quần tây áo sơ mi. Bạn nào mà tìm được người y chang như vậy, các bạn hãy nhớ gọi cho mình liền nha. Các bạn ơi, má mình nói á, cơ hội chỉ đến có một lần thôi. Nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Điện đang đợi các bạn nè. Anh hai lui cái máy ra xíu để người ta biết em giàu cỡ nào nha.
xíu xíu, có người comment nè. Để anh đọc cho anh. Con điên, ai mặc áo sơ mi quần tây cũng là ba của mày hết hả? Phải có đặc điểm nhận dạng đàng hoàng chứ. Cái đặc điểm nhận dạng của ba em sao đó? Đặc điểm nhận dạng. Khi ba mình đi á, ba mình có hai con mắt, một cái lỗ mũi với lại một cái miệng đó nha các bạn. Con khùng, ai mà không có một cái lỗ mũi, một cái miệng, hai con mắt. Ý người ta hỏi đặc điểm nhận dạng ba của em đó. Nhớ coi có cái gì đặc biệt không? Đặc điểm nhận dạng hả? Đặc điểm. Mình nhớ rồi. Trước khi mất á, má mình nói ba mình có một con dê chó to, cái lỗ mũi vậy nè. Các bạn hãy nhớ nha, tiền không đợi một ai đâu. Còn ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm. Thông tin thì ba cũng đã biết rồi. Ba về sớm với con để con khỏi mất cọc tiền này nha ba. Rồi. Vậy giờ sao bác Năm? Mày làm gì mặt mày ủ già ủ dột vậy? Thì giờ bình tĩnh chờ ba mày gọi điện thoại cho mày thôi chứ sao? Siêu. Siêu. Ba là ba của con, con không nhận ra ba sao? Mười mấy năm rồi, ba đi làm kiếm tiền để nuôi con. Con yên chí đi, từ nay ba sẽ không đi đâu hết. Ba ở nhà, ba sẽ cai quản tiền bạc để lo cho con. Mình, mình, trời ơi, ba vội vã mà bỏ đi, ba để lại tôi và đứa con bơ vơ. Ba yên tâm đi. Tôi hứa, từ đây tôi không đi đâu nữa hết. Tôi ở nhà tôi lo con gái cho bà. Bà yên tâm mà bà ra đi thôi. Bác Năm, sao vậy? Xúc động quá. Đau xót quá mà. Không ngờ còn có một người đàn ông như thế. Nó mày im kia. Ba ơi. Ba, ba của con. Má còn nói á, mình sống ở đời mình đừng ăn gian nói dối. Cái gì của mình á thì nó sẽ là của mình, còn cái gì không phải của mình đừng có cố gắng để là của mình. Ông khóc ông xào xạo không ơi. Cái gì của mình là của mình, còn một ruộng phải của mình nữa thì không được có gắn lên làm chi, hiểu không? Ông nghĩ sao một ruộng mà nó di động nó chạy từ đây mà chạy xuống đây vậy? Hả? Ông Sáu, tôi thiệt luôn, ông làm như tôi không nhận ra ông hả? Ông lầy là lầy vừa vừa thôi, hiểu không? Ông lầy quá vậy. Nghĩ sao mặt ông mới bước vô tôi nghi là ông rồi. Mà ông diễn xuất hay quá, ông làm tôi xúc động thiệt. Không nhận có một ruộng chạy lên chạy xuống là tôi không nhận ra đâu. Tôi không ngờ ông lầy vậy luôn á. Nè, giờ ông nói nhiều nữa. Tiễn khách. Trời ơi, làm ghê vậy. Tính vô kiếm chút cháo rồi không được thôi. Thì về cứ làm gì dữ vậy? Trời ơi, làm như ngon lắm. Chúng số là ngon lắm hả? Trời ơi. Trời ơi, xui quá. Ôi, tôi xong rồi, không được rồi. Tới ông nào vô đi. Còn nữa hả? Ông vãi. Cái gì? Ủa sao tắm? Đáng lẽ hồi xưa má mày. Bác Năm ơi, cái này oan lắm á bác Năm. Má không nói cuộc đời má con là có một người chồng, còn con là có một người ba à bác Năm ơi. Mà sao tự nhiên đau mày nhiều quá vậy bác Năm? Rồi tao hiểu rồi. Cái kiểu này là giống tao ngày xưa rồi. Hả? Sao bác Năm? Là tới nhận vơ đó. Cái kế mày thấy thua rồi đó nha hai. Con đâu nghĩ là cái chuyện có xảy ra cớ sự gì đâu. Bây giờ mình tính sao? Bây giờ chạy không có đường chạy nữa. Nhưng nó có một cửa ra rồi giờ sao đây? Mày Nằm ơi. Cái gì? Má còn nói á. Mày im đi ma, mày nói cái gì nữa giờ? Mày còn tìm cách đi cùng má con nó quậy. Má còn nói á, mình sống ở đời á, mình phải chừa một đường lui. Bởi vậy lúc nào nhà con cũng có cái cửa hậu phía sau hết trơn á. Trời ơi, sao nhà này không có sớm? Đúng là thiệt. Mình đường lui đi bác đi. Đi. Ba là Siêu ơi. Thank you.
nào? Đau lòng quá. Không nghĩ thiệt luôn á. Cái xóm mình bây giờ nó nhiễu như như vậy luôn. Mấy đứa này nó lầy thiệt á chứ. Con nhìn thấy mấy cái thằng hồi nãy có đứa cái mặt còn trẻ hơn bé xíu nữa mà dám nhận là ba của bé xíu mới ghê á. Bởi vậy đúng là vì tiền cái gì cũng có thể làm hết. Dạ alo. Ba nè con. Hả? Ba hả ba? Ôi nhưng mà là làm sao con biết được ông có phải là ba của con không? Con có phải là mẹ xíu, mẹ con là Phương Lan đúng không? Biết tên má mà má của con luôn á bác Năm. Ủa mà ba ơi, sao bấy lâu nay ba không có về thăm má con? Tại vì ba đang lâm vào cảnh nợ nần của giang hồ con à. Ba mượn nợ giang hồ hả? Bây giờ ba đang ở đâu? Ba đang ở đâu? Con sẽ đem tiền tới, con cứu ba liền. Con cứu không nổi đâu con à. Ba nợ tới 500 triệu lưng. 500 triệu? Bác Năm ơi, con có 200 mà. Sao hả con? Giúp ba được không con? Ok. Dạ, ok ba. Ba ở đâu? Ba nhắn địa chỉ đi. Con tới con cứu ba liền. À. Sao đẹp? Hả? Ba em ở đâu? Ba em ở trên Sài Gòn á. Mà giờ ba em nợ giang hồ. Bác Năm ơi, má còn nói á, mình hứa cho mượn là mình phải giữ lời á nha bác Năm. Mày từ từ đi. Cái gì mà chớp ba nhán à. Biết đâu phải người đó thầy hay không. Nhiều khi là hàng xóm mày đâu nghe nói là tên má mày rồi này nọ sao biết được. Có cái gì chứng minh này nọ hỏi đàng hoàng. Bác Năm ơi, người ta gửi tin nhắn nè bác Năm. Ủa? Cái hình đúng rồi bác Năm ơi. Hình này là má con hồi trẻ bác Năm. Vậy là cái người đàn ông kế bên là ba của con á bác Năm. Tao đã nói từ từ, tao biết rồi. Bây giờ phải tìm phương án sao nè. Chứ đâu tao tiện lâm đầu rồi tiền mất tật mang nữa. Ở trên Sài Gòn thì con có bạn. Nhưng mà con thấy cái tình hình này là chắc là dính tới xã hội đen rồi đó bác Năm. Ba con dính xã hội đen á bác Năm. Bác Năm ơi, bây giờ sao bác Năm? Từ từ để tao tính. Tao có cách. Cần phải gặp một người. Rồi sao? Chuyện gì? Tôi nói với anh rồi, tôi không có làm. Bây giờ có ai cũng vậy hết á, anh đừng có hù tôi. Tôi nói anh rồi, tôi không sợ ai hết á, anh hiểu không? Ai sợ ai? Hả? Tao sợ mày á. Sao sợ em? Sao vậy chú Năm? Con nhớ là bữa tiền giấy số con trả cho chú hết rồi. Con cũng là người hoàn lương rồi mà chú Năm. Bây giờ con làm ăn đàng hoàng lắm. Chú Năm giữ nó tê chi nữa. Dạ, má em nói á. À, đi tao lại rồi quá. Cái gì mà cái đó dễ thương lâu lắm rồi con, sao tiện tao đau. Không biết nữa, mỗi lần gặp nó kêu má con nói là con đau à. À dạ, tại em qua đây em tính thăm anh. Thăm anh. Dạ. Với lại má em nói á. Má mày nói gì? Anh hoàn lương vậy là đúng. À được rồi. Xíu để chú nói chuyện với nó cho. Mày coi nhìn mặt tái mét rồi thấy chưa? Mày cứ nói là má nó nói tao còn mệt với mày nữa mà không chi là nó. Thôi con bình tĩnh đi. Dạ. Hai chú cháu mới nước. Rồi cảm ơn con. Vậy nè con. Thật ra là má nó là mất rồi. Đó. Mà có ước nguyện là muốn gặp ba nó sau cuối đó, mà giờ ai ngờ là ba nó lại là nợ nần của anh em xã hội trên đó số tiền lớn đó, cho nên giờ nhờ con là bảo kê giùm đó, con hiểu không đó. Câu chuyện là đó, chuyện là vậy á, con hiểu không? Ừ, cũng tội nghiệp quá ha. Nhưng mà con đi, bây giờ cuộc sống của con đang ổn định, Sài Gòn nhiều cạm bẫy lắm, con lên đó lỡ có chuyện gì sao? À, không được đâu. Dạ, nhưng mà má em nói á, thương người như thể thương thân. Được rồi, tao đi. Nhưng mà tiền công có bao nhiêu? Chỗ hàng xóm láng giềng thì con giúp. Nhưng mà chú biết rồi đó, anh em xã hội á, đổ máu phải có tiền.
chú gửi con một ít nào vào đó là cái tiền gọi là kích thích cho con làm thôi, chú hiểu không? Chứ hàng xóm nói gì lấy tiền chứ. Nhưng mà má em nói con hỏi á. Được rồi đi. Phi luôn. Miễn phí luôn hả con? Vậy là quý quá. Nhưng mà má em nói con hỏi được rồi. Đi liền bây giờ. Đợi xíu nó vô thay đồ. Dạ. Má em nói anh làm vậy là đúng á. Sao rồi bác Năm? Nói chuyện đi thôi. Vậy hả? Xe cộ con chuẩn bị xong hết rồi. Đợi thằng Ngàn Long với nó xong cái là mình đi luôn nha. Má chối mà dùng dãy làm chi, xém xíu bay cái hình xăm nó luôn rồi. Bực bội thiệt chứ. Giờ tao mày xong rồi đó. Đợi đồng bộ tới là tiến hành thôi. Giết người luôn anh? Giết chứ. Nhưng mình có đi tù không? Mày nghiến sao giết người đi tù? Giết người tử hình thôi. Mày sợ hả? Hả? Đồ giang hồ mà ót vậy cha xăm mình tùm lum tùm la mà sợ. Mày không làm đâu. Còn cách khác. Anh có một cái quá chức. Mày giết người xong, mày đổ quá chức lên người, nó quá thành chất lỏng, nó thấm xuống đất, không ai phát hiện hết. Không ai biết luôn hả anh? Hên xui. Mày nhớ cái vụ mà giết người chặt xác bỏ thùng phi đổ bê tông không? Cái hồn mới về báo mộng công an tìm ra phát hiện. Tao mày cũng vậy hên xui. Nhưng mình có đi tù không? Mày sao đi tù? Tử hình thôi. Thôi. Thôi gì? Em không làm đâu. Rồi gà mái của mày. Giang hồ mà gà mái, xăm mình mà gà mái của mày. Sợ luôn phải không? Rồi chỗ anh em giúp đỡ một cách nữa. Tao mày qua đó bắt nó lại. Chụp thuốc mê. Không có giết người. Nhưng mình có tử hình không? Không có giết người mà tử hình cái gì? Đi điên hả? Mày làm không? Mày giết người mà gặp mày nó mệt mỏi quá. Ok. Như gì em làm? Làm không? Ê, rồi đồng bọn tới rồi kìa. Ra làm. Ra. Sao vậy? Em sợ. Trời đất ơi, má giang hồ mà sợ. Tôi sợ mày luôn á. Hai đứa ngồi phía sau. Đóng mạnh ghê cưng. Ôi hết hồn luôn á. Ủa xong thấy bắt tài đâu hết vậy trơn người ta? Ủa xe tự chạy hả bác Năm? Không có bắt tài không? Cái gì khó. Cái gì vậy bác Năm? Anh ơi. Gì? Nắng quá anh ơi. Em sắp xỉu rồi anh. Tao sắp say nắng rồi nè. Mà anh làm gì vậy? Có xe ô che nắng. Che nãy giờ. Cũng tại mày không à? Cũng tại mày không à? Mày nghĩ sao đi ăn cướp? Mày bắt mày sợ nó say nắng. Mày đem nó vô chỗ mát ngồi. Tao mày ra nắng đứng. Mày tao mày say nắng nè. Mày thấy không? Giờ làm sao nữa anh? Thì đợi nó tỉnh đi tao mày đi. Ăn cướp mà nhân từ nữa. Ê, 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 kìa kìa nó tỉnh rồi kìa. Ủa? Anh Nam. Ủa sao, nhớ nãy mình ngồi trên xe đàng hoàng mà sao giờ tự nhiên ngồi dưới đất vậy? Biết lý do tại sao không? Tại vì tôi bắt cóc mấy người chụp thuốc mê đem vô đây đó. Tại sao các anh lại làm như vậy? Anh bắt tụi tôi ở đây trói tụi tôi để làm gì? Bởi vì tụi tôi là cướp. Hả? Nói vậy hai anh là ăn cướp á hả? Không tin sao cô bé? Nhìn cũng không giống lắm ha bác Năm. À. Tôi biết hai anh là ăn cướp rồi. Nhưng mà cho phép tôi nói với hai anh câu được không? Câu gì? Má tôi nói á. Rồi, chết mẹ tôi bay rồi. Má mày nói cái gì? Má tôi nói á. Ở đời luật nhân quả không có chừa một ai đâu. Bây giờ mấy anh sống ác như vậy á, sau này á quả báo nhãn tiền á. Mấy anh nghĩ sao mà mấy anh bắt cóc với già trẻ lớn bé vậy, mấy anh bỏ ngoài đường vậy? Bảo trọng nha, nhớ kiếm được cha nha. Anh hứa sẽ thành một người tốt. Bà
vào trong nha. Đại ca, em khát nước quá à. Đại ca cho tiền em mua nước đi. Tiền cái đầu mày, có bao nhiêu tiền mày cứ đưa cho con nhỏ đi kiếm cha hết trơn, tiền đâu nữa tiền. Bây giờ sao anh? Sao gì? Lúc nào cũng hỏi sao hết trơn á. Sao? Xíu. Ba. Ba xin lỗi. Ba bỏ rơi mẹ con mười mấy năm. Bây giờ còn liên lụy tới con nữa. Ba mong con hãy tha thứ cho ba đi xíu. Ba ơi, cái chuyện đó có gì về nhà mình nói sao? Bây giờ quan trọng nhất là tính mạng của ba nè. Tao không có thời gian đâu mà ngồi đây coi hai cho con mày đóng phim. Cảm động lắm. Không nói nhiều. Tiền đâu? À, tiền đây. Cẩn thận. Chụp lấy. Đủ ở đây ca. Đó, tiền tôi giao đủ rồi. Thả ba tôi ra đi. Thả ba mày ra hả? Thời gian vừa qua tao không phải là vú em của ba mày. Tiền của tao là tiền sống, tiền chết, chứ không phải là tiền đem đi từ thiện. Được rồi. Chỗ anh em không mà. Vô vấn đề chính đi. Mày muốn tiền lời phải không? Bao nhiêu? Thằng này thông minh rồi tụi bay. Gốc 500, lãi 500. Trời đủ. Mẹ ăn cướp hả mày? Có thấm tháp gì với nhỏ này đâu. Nó chung với số tới 20 tỷ lần mà. Muốn đưa ba mày về thì về nhà lấy tiền đi. Đem tới đây đưa ông về. Dạ ông vô trong. Dạ. Ba ơi. Ba. Ba người đi trước đi. Con với Long Tứ ở lại cản liền. Anh ơi, anh, má em nói. Giờ đây còn má cái gì nữa, đi. Đi thôi. Lên. Men là 200, tổng cộng là 700. Ủa cái thằng này, đừng có ăn đồ nữa hả mày? Ê, tao chưa sợ mày đâu nha. Tụi bay, dẫn vô. Chuyện này là sao? Đúng là một đám nhà quê. Tụi bay bị chơi trên đầu, trên cổ mà không biết. Trên đầu, trên cổ là vậy, sao nó chỉ như vậy không ta? Ý mày làm sao? Tụi bay biết tại sao tao biết được con nhỏ này trúng vé số không? Live stream. Sai. Tụi bay biết được tại sao tao biết con nhỏ này có tiền không? Live stream. Sai. Tụi bay biết được cái âm mưu này của ai không? Là ai? Là nó bày ra. Thì đúng rồi, tôi live stream mà. Sai. Tao không chỉ mày. Mày đứng dẹt qua một bên. Mà tao nói thằng già này. Ba tôi. Là sao? Là như vậy. Cái ông già này á, có thiếu tiền tao mấy chục triệu.
Rồi cái âm mưu này nè là do cái ông già này bày ra để làm chi? Để kiếm một số tiền, vừa có tiền trả cho tụi tao mà vừa có tiền để tiêu xài nữa. Ba, ngày nào con cũng hỏi thăm má về ba hết. Con hỏi là ba đi đâu, sao ba không về thăm má con? Con má còn nói là ba đi làm ăn xa, ba kiếm tiền để lo cho tương lai của con. Rồi mỗi ngày khi mà con đi bán vé số về, con đều hỏi má là sao ba chưa về, ba đi làm ăn xa vậy á, ba cực lắm đúng không má? Má nói là cực lắm. Rồi mỗi ngày con đều hỏi má là ba đi làm xa như vậy, ba có nhớ má con không? Má nói là nhớ chứ. Rồi con hỏi má là sao ba nhớ mà ba không về thăm má với thăm con? Má nói là ba bận lắm. Ba biết không, ngày nào má cũng chờ ba về. Rồi trước khi má mất, tâm nguyện lớn nhất của má là được nhìn ba lần cuối. Vậy mà tới khi má mất rồi, má cũng không có gặp được ba. Má dạy con á, làm người là không có được gian dối. Vậy mà ba nỡ lòng nào ba cấu kết với người ngoài, ba gian dối với con, ba gian dối với má vậy ba? Mày tính làm phản hả? Hả? Tôi nói cho ông biết, ông có một đứa con gái hiếu thảo như vậy mà ông không biết trân trọng. Từ bây giờ ông hãy đi về chăm sóc, lo lắng cho nó, không được dính vô cờ bạc nữa. Đừng để tôi biết được, nếu không ông đừng trách tôi vô tình. Dạ tôi biết rồi đại ca. Anh đại ca, má em nói á. Thôi, bộ cô muốn tụi nó chửi tôi nữa hả? Dạ không, má em nói anh làm vậy là đúng á. Tôi chỉ lấy đúng số tiền của mình thôi. Số dư này cô giữ đi. Đợi tôi. Cảm ơn anh. Tụi bay. Dạ. Ra đón xe đưa mọi người về. Dạ. Không cần đâu, tụi tôi có xe 16 chỗ mà. Vậy thì hay quá. Ơi chào. Cảm ơn nhiều nghe. Đi về. Về nha, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Ông già, nhớ chăm sóc con gái mình cho tốt đó. Ồ, đại ca tốt, đại ca tốt, đại ca tốt, đại ca. Chà. Dữ ta. Bác Năm. Ừ. Trời ơi, tính ra bác Năm cũng quẩn quá ha. Ở nhà không có việc gì làm hết á, qua đây kiếm băng cho bằng được à. Đúng ra mày đừng bán vé số nữa, xíu mày làm cái nghề mà tạc tượng á, cái đứng hình với mày có đó không à, không hiểu sao vậy đó, thiệt luôn á. Qua thăm mà mày cũng nói vậy đó, mà đúng là người ta quẩn thiệt. Mày nhìn coi cái làng cái xóm này có ai mà dám bước tới nhà mày chơi không hả? Mày vô mày hành người ta không mà ai dám bước tới nữa, chỉ có tao mới bước tới thôi à. Ủa vậy ý bác Năm nói là
Mỗi lần con gặp bác Năm con hành bác Năm dữ lắm hả? Chứ còn gì nữa. Ở một cái là má con nói không à, mệt với mày à. Nè. Dạ. Dạo này làm ăn còn dữ ha. Thấm khá lên nè, xây sửa nhà cửa rồi đó. Quá trời quá đất luôn à. Nghe phải qua hỏi thăm liền đó. Dạ. Coi xong con người ta sơn sửa xây cho sao. Thấy gì nó hời hợt quá con. À, bác Năm nói nhà lá này hả? Ừ. Cái này con xây bối cảnh mà. Xây kiên cố rồi chi bác Năm. Là sao? Thôi vậy là bác Năm không biết rồi. Con nghe nói bây giờ người ta cần cái bối cảnh mà miền quê nhiều lắm à. Đó kiểu hoài cổ đó. Cho nên con xây bối cảnh này nè. Để cho đoàn phim người ta có tới người ta thuê. Vậy luôn hả? Dạ đó. Đây con xây đây bối cảnh vậy ha. Rồi còn bên đây con xây nguyên cái dãy phòng trọ luôn. Để đoàn phim người ta có tới người ta có thuê á. Hay là sinh viên người ta thuê đó. Để cho tía con quản lý kiếm tiền thêm uống cà phê à. Trời nó nói chuyện nghe chúng nổi luôn. Dạ. Kiếm thêm uống cà phê đó. Cứ giữ thiệt luôn nha. Dạ. Ê, công nhận nha xíu. Công nhận con làm ăn lớn gì nữa nha. Mới còn nhỏ mà đã suy nghĩ gì đó là giỏi à. Dạ. Tại vì má con nói á, thời buổi kinh tế khó khăn, mình kiếm được đồng nào hay đồng đó. Trời ơi, mới cách nhau cũng mấy ngày thôi mà xíu nói chuyện nghe nó đã, nó khác. Đúng rồi. Bây giờ để ý lại nha. Con khác luôn cái tập 1, tập 2 nha xíu. Ngay cả bộ đồ cũng vậy luôn hết. Mặc vô nó thấy nó có vẻ là lớn hẳn ra. Mà nó càng lớn càng xinh nha. Dạ, cảm ơn bác Năm. Ừ. Trời ơi, bác Năm có cái con mắt thật là tinh tường. À. Thôi đại bây giờ hả, bây giờ con giờ là business rồi. Cái gì? Mà mới khen mày lớn mà xinh rồi. Trổ mã còn con nít gì nữa. Không, business. Business có nghĩa là doanh nhân á, là mình kinh doanh á. À. Tiếng Anh đó bác Nam. Cho nên là bây giờ con phải ăn mặc tươm tất vậy. Để nếu như mà mình có nói chuyện với người ta cũng tin tưởng mình hơn. Ừ. Rồi trong cái cuộc nói chuyện á, con có mời vé số, người ta cũng cảm tình, người ta mua vé số cho con. Với lại bác Nam biết không, bây giờ hả là thời đại WTO rồi. Mình phải hòa nhập lên, mình bác Nam phải đi học Xanh ngữ đi. Chứ để hả nói chuyện với người nước ngoài, mình cứ động từ tu quơ hoài là không có được. Cái gì? Tu quơ có nghĩa là mình không có biết tiếng Anh, mình cứ quơ quơ vậy nè. Quơ hôi, thôi, quê lắm. Phải học Xanh ngữ để mình hòa nhập với mọi người, you know. No. Ủa, có bà cô nào dựa mày đâu mà mày nói cái gì? Thôi, cô nào, you know, not cô. Có nghĩa là bác biết không? À, tiếng Mỹ, tiếng Anh này nọ đó hả? Dạ. You know là bác biết không, bà biết không hả? Dạ. Hay à, tao know. Giữ nha. Dạ. Ê, chị nha, mai mốt á, bỏ quở nữa, 2, 4, 6, 3, 5, 7 á, anh nào, nói bác qua kèm cái Xanh ngữ cho bác nghe. Dạ bác Năm yên tâm mà, con nói á, bà con xa không bằng láng giềng gần. Chính xác đó, mình phải giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt đó là những người lớn tuổi, tại vì người ta sống đâu còn bao lâu nữa đâu. Mày nói cái gì kỳ vậy hả? Tao nghĩ tao đâu có hại mày, tao đâu có chê, tao đâu có chửi mày đâu, mà sao mày chù tao chết là sao vậy hả? Bác sốc đúng không? Ừ. Bác buồn đúng không? Đúng. Con biết con nói ra như vậy bác rất là buồn, nhưng mà má con nói sự thật nó vẫn là sự thật. Ai già rồi cũng phải chết à bác Năm. Đủ rồi ha. Về đủ rồi. Bà nội cha mày qua thăm hỏi mày nhà cửa sao mày qua mày chù tao dẻo tao chết không à. Mệt mày quá, bởi vì tao không hiểu sao mà mày nói chuyện vô duyên vô dùng, tạc tượng tao hoài, chụp hình người ta hoài, mà vẫn có người mua vé số mày hoài là vậy. À, dạ đúng rồi bác Năm. Tại vì con mời người ta mà tao không mua hả, con hành người ta khi nào tao mua thì thôi. Bởi vì trong số nè con máy vé số hết đầu tiên là vậy á. Mệt mày quá. Thôi được rồi, về. Bác Năm. Gì? Mốt á, có ai thuê bối cảnh quay phim, bác nhớ giới thiệu con xíu nha. 10%. Sáng một tay mày bây giờ mà tao cần 10% của mày hả? Mệt quá, thôi đi à. Bác Năm. Cái gì nữa? Mua con tài vé số. Mày làm ăn như vậy mà còn bán vé số, mà làm cho người ta sống với xíu. Bác Năm à, má con nói á, đã là con người mình không có nên quên cội nguồn của mình. Đó giờ mình bán vé số thì mình bán vé số, chứ đừng có gì mình có một tí xíu mình nghinh cái mặt mình lên, là nghinh giống bác Năm vậy đó. Bà hỏi thằng gì mà nghinh cái gì? Mệt mày quá, nói gì cũng thọc sọc dưa người ta được hết trơn trọi à. Dạ. Nè, nói thiệt nha. Coi ít bán này đi con. Mày rước ba mày về rồi chăm sóc tía mày cho nó đàng hoàng, để ông về ông buồn, hiểu chưa?
Trời ơi bác Năm, tía con hả, về đây là con cưng như trứng, con hứng như qua luôn chú bộ. Tía con về đây nha, con lo cho tía con từ A tới Z luôn. Chưa hết, con còn đưa cho tía con 200 triệu làm ăn nữa mà. Ờ, đó, ít ra phải vậy được. Mày đưa cho tía mày 200 triệu làm ăn. Bác bất ngờ đúng không? Tía con bị... Có phải là làm ăn là cái gì mà đưa tiền hùng hạp với người ta để mà cái gì kiếm lời đúng không? Đúng rồi đó bác Nam. Tía con bây giờ ở nhà hoàn lương rồi. Má con nói đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Tía con ủi làm ăn vậy con mừng lắm á bác Nam. Mừng cái đầu mày á. Ông mà chạy lại cái gì, ông chạy đi luôn á. Ông lừa mày rồi. Lâu ngày gặp lại anh hai nha, trời ơi. Công nhận không nhận ra luôn á nha. Tướng nó phốt phá mà nhìn nó lịch sự, không giống như cái đợt mà mới gặp lần đầu. Trời ơi nó như con mèo, nhìn nó thấy thương. Thầy vậy chứ không phải vậy đâu anh Nam ơi. Ủa là sao à? Khổ tâm dữ lắm. Từ ngày bà nhà tôi mất, tôi không có lo gì được cho mẹ con nó hết. Thì lúc đó ông bỏ nhà đi rồi mà, sao lo? Mang tiếng là cha nè, mà tới giờ chưa lo được cho con xíu cái gì hết. Chứ ông bỏ đó qua bên đi, tôi nghĩ một xíu nó không nghĩ ngợi gì đâu. Thấy không? Ông cứ ở nhà lo hưởng phước, để nó đi bán cái số về lấy tiền nuôi ông là được rồi. Sao vậy được anh Năm? Từng tuổi này rồi chưa lo được cho con cái gì mà bây giờ chẳng lẽ ăn bám ăn díu nó lại xòe tay ra xin tiền nó, tôi còn mặt mũi nào nữa anh Năm? Nói vậy cũng phải ha. Mình cha mẹ không lo cho con cái được thôi, bắt nó lo mình hoài cũng kỳ kỳ. Bởi vậy tôi nghĩ là tôi phải đi kiếm việc làm. Đó, có chút đỉnh tiền trang trải cuộc sống, rồi còn lo cho con xíu nữa. Tôi bắt đầu tôi khoái anh rồi đó nha. Mặc dù là gặp anh ít thôi nha. Dạ. Mà cũng gặp là mới dạo gần đây thôi. Dạ. Mà tự nhiên tôi phục anh sát đất luôn rồi nha anh. Dạ. Tôi hơi kẹt chút xíu. Kẹt hả? Tôi cũng tính gặp anh Năm sẵn tiện nhờ anh giúp đỡ cho. Anh có thể nào... rộng lòng cho tôi mượn 200 được không anh? Anh nhấp anh nhá, nhấp anh nhá, anh thả anh thắng, thả anh thắng. Trời, tôi thấy tôi nghe tôi hồi hộp. Tưởng gì? Không có gì hết trơn á. Anh đừng có nói gì. Đã không biết nhau thì thôi, đã biết rồi là không còn gì để nói nữa. Mà đặc biệt anh là ba con xíu đó. Con xíu nó thương nó lắm. Dạ, coi dạ. Như con tôi vậy đó nha. Dạ dạ. Tôi cho anh mượn hẳn 500 luôn. Trời ơi, khi nào có trả cũng được, đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nha. Anh Năm hào sản dễ sợ luôn đó. Trời ơi, vừa nói cái là có liền. Tôi mà nổi tiếng cái này là Năm hào sản mà. Dạ dạ dạ. Đây, anh cứ cầm giữ đấy. Dạ đội ơn. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều nha. Trời, tôi nói thiệt, anh không cần thiết phải xúc động như vậy, hiểu không? Cứ cầm lấy, coi như tôi yếu anh vậy thôi. Không phải tôi xúc động đâu anh Năm. Chứ sao? Tôi hơi bị sốc chút xíu. Nổ. Tôi giận anh luôn nha. Tôi giận anh đó nha. Đá nói là đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Đá gì xúc động thì còn sốc sao. Tôi là Năm hào sản, hiểu không? Năm hào sản. Dạ dạ dạ. Chắc có lẽ anh Năm hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi nói 200 đây là tôi mượn anh 200 triệu à. Trời ơi, anh gì nó rõ nó chắc. Cái gì? Hết hào sản mà tôi muốn sản hậu luôn nội. Dạ. Tao 200 triệu chi? Dạ 200 triệu để tôi hùng hạp làm ăn với mấy người bạn chí cốt của tôi. Để bà tôi nhập hàng về tôi bán để kiếm chút đỉnh lời đó mà. 200 triệu, 200 chai đó hả? Dạ đúng rồi. Mà hùng hạp gì vậy? Có tin tin không vậy? Có chuẩn bị cả à? Tôi rút kinh nghiệm dữ lắm rồi. Lần này là tin tưởng chắc chắn lắm mấy người bạn chí cốt của tôi không à. Mà họ tốt bụng nữa. Không lẽ vì 100-200 triệu mà họ đi lường gạt tôi? Trời, đừng nói vậy anh ơi. Bây giờ lòng người nó khó khăn, nó khó chịu và khó hiểu lắm. Anh hiểu không? Dạ. Nhìn như vậy không phải vậy đó. Cái đợt trước anh nhớ không? Cứu anh ra cũng vì anh tin người ta đó. Rồi cũng cứu anh ra mà chạy giật, thấy không? Chứ tại cái hồi xưa cái đó là ba cái tiền cờ bạc. Còn bây giờ là tôi muốn vay mượn là để làm ăn. Tôi cũng có qua hỏi một xíu đó chứ. Nhưng mà anh cũng thấy rồi, nó làm gì có tiền mà ra tới 100-200 triệu. Nên tôi mới hỏi anh. Thôi nhưng mà thôi, nếu anh không có thì cũng đâu có sao. Để tôi đi dây nóng cũng được mà. Nhưng mà chỉ ngặt cái là mỗi lần dây nóng cái là
lãi nó cao, rồi nó lãi mẹ đẻ lãi con, lãi mẹ đẻ lãi con, mất công tôi lại kéo con xíu nó vô cái cuộc khổ này nữa. Nó cũng phải ha. À mà thôi, anh Năm cũng đừng băn khoăn lo lắng vụ này làm gì. Coi như nãy giờ anh em mình nói chuyện phiếm đi ha. À, để có gì à, lát nữa tôi qua bên Thái Giao Lam á, mượn nó một cái là có liền à. Anh nghe cái tên không? Nó Thái, nó đã Thái mà còn Thái Giao Lam nữa. Lần nghe nó bén cỡ nào rồi. Anh qua nó cạo không còn miếng máu nữa cho nó cho anh nghe. Mệt quá. Thì ngặt quá thì biết sao giờ anh. Thôi được rồi, để tôi cho ông mượn anh... Nha. Thật sự tôi cũng có một chút, nhớ cẩn thận. Dạ. Đừng để ta bị gạt nữa. Ờ, chắc chắn lần này tôi rút kinh nghiệm dữ lắm. Thôi là gì cũng xíu thôi đó. Dạ, con xíu nó may mắn, có phước lắm mới quen biết được anh đó anh Năm. Thôi dạ. Tính tiền đi rồi về nhà tôi lấy tiền cho. Dạ dạ, tôi đợi anh Năm nhiều. Ừ. À, mà nè, anh nhớ giữ bí mật giùm tôi, đừng có cho con xíu biết nha anh Năm. Tôi biết rồi. Trời ơi, bác Năm ơi, giờ tính làm sao bác Năm? Thiệt luôn á, con không có ngờ hả, tự nhiên tía con vậy luôn á. Thiệt tình luôn á, con nói thiệt nha, bây giờ hả tía con mà giận hai chứng nào tuần mấy á, con từ mặt tía con luôn á. Tao mập này quá. Cái gì phải từ từ, mày làm tao rối theo mày luôn à. Làm cái gì vậy 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 hoài, sao tao ai biết được nào mà mò. Tao nói rồi, chuyện gì phải từ từ. Đừng có vội vàng đưa lên Facebook, không có bị phạt 10 triệu nha con. Ủa, mới qua chơi hả anh Năm? À. Anh qua đây hồi nào vậy anh Năm? Ờ, à, mới qua. Hai người nãy giờ đang nói chuyện gì vậy? À, tôi mua vé số, à, mua 2 tờ, mà nó nói còn 4 tờ, cho nên mua thêm 2 tờ, nó thành 4 tờ. À, 4 tờ vé số hả? Ừ. À, anh Năm ơi. Hiểu không? 2 tờ với 2 tờ với 2 tờ thì 4 tờ. Dạ, dạ, anh Năm ơi, à, nếu bận bịu công việc quá không rảnh á, thôi anh cứ về nhà trước đi ha, rồi hôm nào rảnh qua đây chơi nha. Đâu có, tôi đang rảnh nè. Anh đang rảnh hả? Ừ. Ừ, đang rảnh ở đây chơi cũng được. Không, ý tôi nói là hôm nào mà anh rảnh thiệt rảnh thì qua, còn không rảnh thì cứ ở nhà đi ha. Tôi đang rảnh thiệt rảnh á. Anh Năm hả? Tôi đổi ơn anh nhiều lắm. Còn xíu nó ở đây với anh mà trong thời gian tôi không có mặt ở đây anh chăm sóc cho nó, tôi đội ơn nhiều lắm anh Năm. Ừ, đội ơn nhiều quá. Nhớ nha anh Năm. Hả? Cái gì? Tôi đội ơn anh nhiều lắm, tôi nhất định sẽ trả ơn cho anh mà. Nhớ hôm nào rảnh thì mới qua chơi nha anh Năm. Ừ. Tía con là rối lắm luôn á. Mày nghĩ sao không rối hả? Mày thấy cái động tác tao không? 2 + 2 = 4, hiểu không? Hiểu cho nên mới rối đúng không? Nếu nói vậy là tía con lừa con thiệt rồi phải không bác Năm? Không được rồi, kiểu này con phải chạy vô trong á, con hỏi tía con cho rõ ràng. 400 triệu của con chết nổi gì bác Năm? Bậy con, 200 của con và 200 của bác mới thành 400, chứ không phải 400 của con không. Dạ anh, tại con rối quá. Nhưng mà không được, tình hình này á con phải hỏi liền cho kịp. Đứng lại đó. Tình hình này mà vô mày hỏi là bứt dây là động rừng nữa chứ. Để tao tính. Ông mấy người á, 10 người là sở khanh hết 10 người. Cái lúc mà thương người ta á thì nói chuyện mật ngọt lắm,
Hồi lúc mà không thương nữa thì bỏ đi, để người ta chờ đợi trong mỏi mòn rồi chết trong ấm ức. Chị ai vậy? Con nói tía con. Anh hổ cha mà nói tía mày, mày nhìn tới hướng ổng kìa, mày nhìn thẳng mặt tao vậy, tao tưởng mày chửi tao không à? Mày lỡ bà con đi ngang qua tưởng là tao làm gì vậy bạn mày nữa? Đi khùng đúng không à? Vậy á, mà má con á lúc nào cũng nói tốt về tía của con hết trơn á, mà sao tía con nỡ lúc nào đối xử với má con vậy hả bác Năm? Tao sao tao biết được, tía mày tổng ngợt bậy vậy đó thiệt. Cũng may là má mày mất á, chứ còn sống á thì chắc khổ. Nhìn hai tụi nó hạnh phúc bên nhau rồi thiệt, nhìn mà tao tức giận mà đỏ cả người luôn. Còn mày á, mày buồn mà trắng cả người đúng không? Thì con mặc đồ trắng, mặt Năm mặc đồ đỏ là đúng rồi. Tao mập mày quá. Thì ngay mấy đứa nhỏ nó bắt trend, nó nói trên mạng, tao nói theo mày cũng bắt bẻ tao nữa. Mà không được, tình hình này á con phải vô trong đó, con bắt tại trận. Xong rồi hả con hỏi lý do tại sao mà hả đối xử với má con vậy. Mày đi, mày đứt lại, mày khùng hả? Mày nhìn cái dạng vậy là không phải là đàng hoàng nè, thấy chưa? Lính gác đi hai ba thằng tới luôn vậy nè, thấy chưa? Nhìn nó biết khổ nhìn nhện quá đó rồi. Bây giờ mày bước vô đâu đó một cái nha, mày vô con mũi mày sai cái lưới nhìn nhện á, rồi nó ăn từng bộ phận nó ăn cho hết, mày hiểu không? You know. Vậy chứ giờ tính làm sao bác Năm? Với cái dạng mà gái gú mà xã hội như vậy á, có một người có thể bắt trend được không? Ai da trời, nó nóng lực mà bật cả mình luôn á. Ủa Long ơi, Long. Anh Long ơi. Ủa kỳ vậy kìa. Sao không có nhà mà đâu, rồi nhà cửa nó đi đâu để trong quê trong quát kìa trời. Má còn nói á, tình hình này trước sau vậy anh Long cũng đi ăn mày à. Ủa sao vậy? Chứ bác nghĩ coi, nhà cửa trong quê trong quát, ăn trộm vô rinh hết đồ, không đi ăn mày mới lạ. Cũng phải ha. Thiệt tình. Ủa gì vậy bác Năm? Nhờ nhắc mới nhớ. Nhà cửa vậy mà lỡ hồi mà nó về mà còn lỡ mất cái gì một cái nha, tao mày tay vạ lây á. Thôi giờ đi ra ngoài đầu cà phê đầu ngõ á, ngồi chờ nó một xíu, và khi nào chút xíu nó về cái mình vô. Dạ. Vậy đi. Cái gì xíu? Tao nghe được xíu tao muốn xỉu rồi đó. Gặp anh hả cưng, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau. Má em nói á, nếu như mà kiếp này mình có duyên với nhau thì mình nên gặp nhau, chứ cần gì đợi kiếp sau. Em đang đằng sau nè. Anh Long. Cái gì vậy xíu? Sao mày ám tao hoài vậy xíu? Có ám đâu. Đi đâu mà vọng mà hoàng nè. Ông chỉ ngồi xuống là cùng bàn với bà con nè, nghe. Mà con ngồi. Anh mà ngồi đi Long. Xíu. Trời ơi, mày cũng nhớ tập 2 hả xíu? Anh đã xả thân thú ba mày rồi. Mình đã hứa với nhau á là sẽ không bao giờ gặp lại mà. Má em không có nói á là mình phải giữ dư tính hả em? Dạ có. Nhưng mà tí em vẫn chưa có hoàn lương. Tự nhiên giờ á, tí em lừa em hết 400 triệu lận á. À, lừa em 200. Lừa bác Năm 200 là 400 triệu. Chỗ đó để dấp hoài. Không giúp nó đi con. Thiệt ra giờ từ sáng giờ nó lo vụ đó luôn á thiệt. Nhìn nó thương lắm. Ba nó tự nhiên bây giờ. Khoan bác Năm, để con xin. Câu hỏi vấn đề nè. Tại sao bình yên không sao? Nhà nó có chuyện là kiếm con bác Năm. Ờ ha. Kỳ ha. Ê, mà nhờ con nói bác để ý nha. Mỗi lần là đúng là nhà có chuyện là y như rằng là tiện là phải kiếm đứa con à. Có khi nào mà tụi bay có duyên thì kiếp trước không? Không chừng sau này hai đứa. Bà Năm, con muốn sống thọ mất Năm. Con nhìn nó hả? Là tự nhiên vết thương trong lòng con nó đau lại. Đau gì cái đâu, tự đâm mày chứ mà ai hành mày đâu. Ai nói con tự đâm? Nó nói con mới đâm bộ. Con tự giải thoát cho con luôn á. Em giúp con được không? Chứ tí em vậy em không biết tính làm sao nữa. Thiệt luôn á. Bây giờ tự nhiên cái già thì sanh tật. Ao với nó rõ ràng đi theo câu tía đó. Rù rì hủ hỉ ở quán cà phê với con nhỏ nào đó. Mà nó còn trẻ mắng à.
đảm bảo là lấy tiền này là lo cho gái gú gì trơn trọi á. Mà bác Năm nói á, trong cái xóm này á mà về gái gú á thì anh Long rành lắm. Cái chuyện đó mà mà liên quan gì gái gú? Gái gú tiện bán qua tôi là sao? Cái chuyện mà ổng quen với Linh Ba Be đó, sao con biết được bác Năm? Anh Long, ai mà gọi là Linh Ba Be? Linh Ba Burr. Con thấy con đau lại rồi đó. Khổ ghê, không biết là nó làm sao với tao, tao phải dị ứng mày luôn á. Khổ quá, tao qua giúp mày mà mày năn nỉ người ta mà còn sửa lưng người ta nữa. Thì tại con chỉ muốn anh nói tốt sanh ngữ, chứ không lẽ nói chuyện với người nước ngoài mình cứ động từ tu quơ hoài. Vậy thôi, vậy thôi nha. Vậy thì thôi, mày cứ tự động mà mày làm cái gì đi, còn tao với nó miễn, được chưa? Má con nói á, hàng xóm với nhau là mình phải giúp đỡ nhau. Thôi được rồi, anh giúp em, nhưng mà lần này là lần cuối cùng nha, được chưa? Tùy hứng thôi, ai biết đâu được ra tập 5, tập 6 đúng sao, đúng không? Bây giờ trước mắt lo tập này với cái đã, ha? Được rồi, vậy bây giờ mấy người muốn làm sao? Em chỉ muốn là tới đó, vạch mặt con nhỏ đó, để em hỏi tại sao hả lại lừa gạt tía em vậy? Cái đó dễ mà, không vào hang cọp, sẽ bắt được cọp cái. Đó, ủa cái gì? Bắt cọp cọp con với con? Không, con Linh Bê. Con Linh á, Linh được rồi. Con Linh đó, con gái. Phải ha. Bác Năm, nếu vậy bây giờ á mình đi bắt cọp liền đi bác Năm. Vậy cái gì mà liền? Muốn bắt con cọp kỳ này á là phải có kế hoạch đàng hoàng. Má nhìn thấy con chắc con đội quần bỏ xứ đi luôn bác Năm ơi. Má em mà còn sống á, em chắc chắn má em sẽ nói. Má mày nói gì? Cái thằng gì mà gan. Mà em nói cái này nè, mặc dù anh giả gái không có đẹp thiệt, nhưng mà anh rất độc. Nhỏ. Với lại vô đó, anh mà có khát nước á, lấy ra cạp một cái, giải khát được. Con đi bên sân nữa. Thôi, con đi về. Thôi mà mày xíu tỉ giận giận cái gì cũng biết đó. Thấy bác Năm thấy không, nó chọc con hoài vậy. Dù gì nó là con gái, thấy không, nó vô nó lỡ mà bể chuyện á thì có mày, mày đứng ngoài tiếp ứng với nó, đúng không? Chứ nó không có mày là chết nó làm sao. Chịu khó đi con nghe. Chứ nó nghe nè, nên nhớ cái kế mà vô hoang bắt cọp á là mày nghĩ ra đó nghe. Thì đâu á thì không nói nữa, cứ vậy mà làm được chưa? Yeah. Rồi, đi đâu vô đây? Dạ, chào hai cậu. Thì tôi đi quê, mà thì bị thiên tai á, cho nên mất hết tất cả nhà cửa rồi. Vợ cũng mất luôn, còn hai đứa con gái à. Cho nên vô đây đưa thằng nó vô để mà dạ xin việc làm. Xin việc làm? Dạ đúng rồi. Được hết. À, cảm ơn. Nhưng mà đây là chỗ buôn bán, chứ không phải chỗ từ thiện. Có cái gì để báo đáp tụi tôi không? Báo đáp hả? Thật sự là tôi không còn tiền bạc hết trơn á, thì mất hết tất cả à. Chỉ còn có hai đứa con gái, một đứa 17, đứa 18 tuổi thôi à. Đứa nào 17? Đứa nào 18? Dạ, đứa này 18, đứa này 17. Trời, sao mày nhìn ghê vậy? Người ta con gái mà, tía, mày còn ảo hảo quá. Người ta thấy hết con luôn nãy quá. Thôi thôi, bớt tăng động đi. Thôi bây giờ không có tiền đúng không? Thì ông có nghe người cái câu người ta nói là lấy thân báo đáp chưa? Lấy thân báo đáp mẹ. Con gái. Trời ơi, người ta còn con gái mà, năm nay tao 17 tuổi để dành cho chồng. Mắc cỡ bố. Mày tự tin quá rồi đó nha. Bây giờ mày có báo á, tao cũng dám đáp đâu. Nếu mà có đáp á là đáp qua bên này nè. Là ý hai anh, tôi phải bán thân cho hai người hả?
Má tôi nói á, mày chết mẹ mày rồi. Trong tất cả các tội thì tội tà dâm là cái tội nặng nhất. Là con người á mà gian dâm vô đạo á thì thế nào cũng sẽ lãnh hậu quả. Chết không chỗ chôn, tuyệt tự tuyệt tôn, gia đình ly tán. Ê con nhỏ kìa, mày tới xin việc làm hay mày chửi tụi tao vậy hả? Má tôi còn nói á, đã là con người với nhau, mình không giúp đỡ nhau thì thôi, mình đừng vịn vô cái cớ đó mà đối xử với nhau như vậy á là nghiệp nặng lắm á nha. Mai mốt chết á xuống 18 tầng địa ngục trả cũng không hết nghiệp. Nhiều khi Diêm Vương phải xây tầng 19 mới trả được đó. Mày vô đây xin việc làm, không làm thì thôi, nghèo mà chẳng chó hả mày? Má tôi còn nói á, đã là con người, ai sinh ra trong gia đình cũng có cha, có mẹ, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình đừng có nhìn người ta nghèo, mình khinh rẻ người ta như vậy. Rồi hả, cố ý hả, hại đời con gái người ta. Làm như vậy là uổng công cha mẹ dưỡng dục sinh thành. Làm như vậy là có lỗi với các bậc tiền nhân, bà con, dòng họ. Mày nói xong chưa? Mày láo hả mày? Đặt chức mày đấy nào. Ê! Chị hai. Dừng lại. Tụi nó quậy kìa chị hai. Tụi nó quậy hay là tụi mày quậy? Tao nói biết bao nhiêu lần rồi, là bây giờ không như lúc trước nữa đâu. Ông mà có ở đây là tụi bay chết chắc đó. Thì thôi bây giờ tôi sẽ nhận hai đứa con gái ông vô làm. Dạ cảm ơn cô chủ. Hiện tại thì lau bàn quét bàn gì đó trước đi. Dạ dạ cảm ơn cô chủ tôi biết rồi. Mà đây là con gái của ông hả? Dạ đúng rồi, nó mới 17 tuổi à. Lần sau đi xin việc làm thì nhớ cạo râu nha. Má tôi nói á. Dạ thôi, dạ má nó nói lúc này nó phải nên ngưng. Dạ, dạ ngưng, dạ cảm ơn cô chủ. Dạ. Nè, hồi nãy Tâm không ngăn mày kịp á, là mày định nói má mày nói là người ta sống đạo đức giả đúng không? Sao bác Năm biết hay vậy? Còn cái gì nữa, chứ chẳng lẽ mày khen nó, mày cảm ơn nó. Ôi là tức. Bác Năm coi rồi, còn cái Tuấn Ngồi hả, y như bà chủ quán vậy. Chứ không là chủ là cái gì? Cục cái. Con nói thiệt với bác Năm á hả, nhìn cái tướng ngồi con biết là dạng gì luôn á. Này này này. Ôi trời. Trời ơi, vậy thì thưởng đi, thưởng đi. Chỉ vậy thôi đó hả? Chứ sao nữa? Không chịu, không chịu, không chịu đâu. Hôn kìa, hôn kìa. Hôn. Ôi, trời ơi. Nãy nựng giống như là mẹ nựng con, bây giờ hôn giống như là mẹ hôn con chứ không chịu, không chịu đâu, không chịu đâu. Thôi, kiếm thêm đi rồi mai mốt thưởng nữa nha. Nhớ nha. Nếu kiếm thêm là phải thưởng lớn nha. Yên tâm đi, anh còn ông bạn già, ông Năm già này, ông dễ dụ lắm. Anh sẽ dụ cho em thêm 200 triệu nữa. Nhớ lúc đó thưởng lớn nghe. Nhớ mẹ. Trời ơi, khoái quá, khoái quá. Ê. Tinh tinh. Không phải đâu. Em chưa trải sự đời, em chưa biết. Để chế nói cho em nghe. Nhìn cái dạng người này á, là cái dạng này không phải là dạng dừa. Linh ơi, Linh ơi, anh nặng đi lại lục em. Linh ơi, đừng có xua đuổi anh như vậy mà. Em nói là em yêu thương anh lắm mà. Miễn sao anh kiếm tiền về cung phụng cho em hài lòng là đủ rồi. Thậm chí anh tìm mọi cách để kiếm tiền. Anh lừa gạt con gái của anh, anh lừa luôn bạn già của anh để đem tiền về cho em. Bây giờ em nói lúc nãy em trở mặt với anh sao Linh? Linh ơi, Linh. Rồi giờ sao? Tôi đã từng nói với ông rồi, còn tiền thì còn tình, mà hết tiền thì hết tình. Ha, ông lớn già cái đầu vậy, không lẽ ông không biết hả? Linh, đừng nỉ mà Linh ơi, anh sẽ kiếm tiền về cho em mà Linh. Bây giờ, tôi nói với ông rồi, ông kiếm tiền được á, thì ông tới đây, còn hết tiền thì cút. Lên ra ngoài. Đừng mà, đừng. Linh, Linh ơi, đừng xua đuổi anh chạy mà Linh, Linh. Nè, tao không biết con nhỏ này dạng nào nha. Nhưng chắc chắn một điều á, mày không phải dặn dừa đâu, mày dặn rộng á. Mệt quá, đã nói rồi chưa có biết người ta như thế nào, nói như biết rầu vậy đó. Dặn bao nhiêu lần rồi, chuyện gì mà chưa có rõ đừng bao giờ đưa lên Facebook, hiểu không?
Đi mày chết kìa. Có chuyện gì mà gọi gấp quá vậy? Trời ơi, sáng giờ tới giờ mới tới luôn á. Bận quá. Có kết quả rồi. Cái gì? Có kết quả rồi hả? Lần này dính chắc, dính chắc. Có thiệt không vậy? Thiệt, vô đây cho coi. Trời, hay quá. Chúc mừng con nha. Sắp có em rồi đó. Mà theo bà Tiên Tri Đông Gia nói, những đứa trẻ sinh trong ngày 2020 này á là thiên tài không đó. Ê xíu, trong trường hợp này á, má mày có nói gì không? Chắc bà không nói gì đâu ha. Ai còn cà khịa con nữa. Không được, bây giờ con phải vô trong đó, con bắt thải trận luôn. Xíu, nghe chứ, bình tĩnh. Chuyện gì vậy? À, không có gì đâu. À, thì ra mày giả gái. Mày thuộc băng nào, dám tới đây quậy hả mày? Nói cái gì nữa, chơi đó. Số 1. Cái gì vậy? Chuyện gì vậy? Cái gì mà nằm xe lai ở đây rồi? Ủa? Xíu. Sao còn lại ở đây? Còn theo dõi tía bấy lâu nay à? Dạ đúng. Bởi vì nếu con không theo dõi á thì con đâu có biết là tía đối xử với con với bác Năm như vậy. Nhưng mà con nói thiệt á, con tức giận về tía lắm. Tại sao con với bác Năm đối xử với tía tốt như vậy mà tía nở lòng nào tía gạt con với lại bác Năm? Nè, cưng bình tĩnh đi. Tôi không có cưng gì với cô hết trơn á. Tôi nói cho cô biết, tôi á chỉ có một mình má tôi thôi, chứ tôi không có người má thứ hai nào đâu. Trời ơi, khổ quá. Con hiểu lầm rồi. Con nghe tía giải thích đây nè. Thôi thôi, anh hai, tôi không phải nói gì nha, mà thật sự cái chuyện nó rõ ràng như ban ngày như vậy rồi, còn giải thích cái gì nữa. Thiệt luôn á, có giải và giải nhau lên phường nè, nó gạt tiền anh thôi. Bác đừng có nói như vậy. Sự thật ba con không phải như vậy đâu. Cái gì? Ba, cái gì là sao? Ba, thì đó, mối quan hệ giữa tôi và Linh đây á không giống như anh với lại con Xíu nghĩ đâu. Cái gì không già? Cái gì không già hả? Đứng dậy. Này ông già, lúc ông mượn tiền ông nói hay lắm mà, sao bây giờ ông cất lâu vậy hả? Cô ơi, để từ từ tôi gom tiền tôi trả cho cô mà. Từ từ là bao lâu? Để cho tôi vài hôm nữa đi cô. Vài hôm là bao lâu hả? Chị ơi, mì này bao nhiêu tô chị? 15 ngàn em. Dạ, vậy mì không bao nhiêu chị? 5 ngàn em. Dạ, vậy chị bán em tô mì không đi chị. Gái, qua đây ngồi được con? Dạ.
Con ơi, cho thêm tô sườn giò không? Nhớ bỏ ớt nhiều nhiều nha. Ba nghe nè. Biết rồi, trời ơi, cứ dặn hoài à. Nhớ rồi, bị đau bao tử, không ăn ớt nhiều. Được rồi, nhớ mà. Ừ ừ, vậy ha. Ủa chú đây. Ừ. Ê chết, sao bỏ ớt nhiều vậy con? Nãy chú dặn vậy mà. Chết cha, chú quên. Chú bị đau bao tử, đâu ăn ớt nhiều vậy được. Cho chú trả lại ha. Dạ không được đâu chú ơi. Vậy thôi để đó đi. Dạ dạ con cảm ơn chú. À con gái, nãy chú quên, chú dặn bỏ ớt nhiều quá. Mà chú bị đau bao tử, ăn ớt nhiều đâu có được. Con cái nó cứ dặn tối ngày vậy đó. Con ăn giùm chú tô này nha. Thôi không được đâu chú ơi, tại con hết tiền rồi. Không có gì đâu, cái này coi như là con ăn giùm chú đi, tiền bạc đừng có lo ha. Không sao đâu mà, ăn đi, tại chú ăn không được hết trơn. Dạ dạ cảm ơn chú nha. Dạ của chú 25. Dạ có, cảm ơn. Thôi chú đi trước nha, ăn đi con. Dạ. À, chú ơi. Ừ? Chú làm gớt tiền nè. Đâu phải tiền của chú đâu. Con mới thấy chú gớt mà. Không phải đâu. À, thôi tiền của ai con cứ lụm xài đỡ đi ha. Có thể sử dụng. Nhưng mà hồi nãy con thấy chú gớt mà. Không phải đâu. Vậy nha. Thì ra là con à. Bây giờ nhìn con khác quá, chú không có nhận ra. Dạ, con cảm ơn chú. Cũng nhờ số tiền chú cho con đó, con mới được có ngày hôm nay. Thì con có một tâm nguyện mà con tìm chú hoài không có thấy. Hôm nay con gặp rồi, thì chú có thể cho con thực hiện tâm nguyện đó không? Tâm nguyện gì? Dạ, chú có thể làm ba của con không? Tại vì con mồ côi từ nhỏ mà, mọi người ai cũng khinh thường con hết. Chỉ có mình chú là tốt với con thôi. Nên là con có một tâm nguyện, mong là chú đồng ý. Thì cũng được. Sẵn đây chú cũng có một tâm nguyện, con có thể giúp chú được không? Dạ được chú, chú nói đi. Con có thể từ bỏ cái công việc mà hồi nãy chú thấy được không? Chứ con mà làm công việc đó thấy không có tốt. Dạ được chú. Nhưng mà chú phải đồng ý làm ba của con nha. Được rồi. Dạ. Điện thoại con đâu? Để chú bấm số điện thoại của chú cho. Ba. Quên. Để bấm số điện thoại của ba. Dạ. Đây. Đây là số điện thoại của ba. Có gì liên lạc với ba nha. Dạ. Bây giờ ba có chuyện phải đi rồi. Nhưng mà ba đi đâu vậy? Ba đi xin việc làm đó mà. Cái gì? Trời, ba từng tuổi này mà còn đi xin việc làm? Ủa rồi mấy đứa con nói nhảm làm cái gì? Dạ. Đáng lẽ cái tuổi của ba ở nhà là ba phải hưởng phước chứ sao ba đi xin việc vậy? Cuộc đời mà con, đâu có lúc nào nó bằng phẳng như mình nghĩ đâu. Ba đi nha. Khoan, ba ơi. Con có một ý này. Con đừng có nói với ba là con cho ba mượn tiền góp nữa nha. Trời ơi, đâu có ba. Con có một ý khác. Ủa,
Nói vậy tí nhận chị Linh là con nuôi hả? Chứ họ không phải. Nói rồi, tao nói ngay từ ban đầu rồi, cái gì chưa có rõ ràng đừng có đưa lên Facebook. Mày là đúng ra là mày tâm bạ không à? Để rồi bây giờ thấy không? Nói năng sao? Cái này má mày nói gì? Thì má con nói người không biết không có tội. Ủa má mày, cái tới nước này mà má mày còn vẫn nói được luôn hả? Mày hay quá. Nhưng mà tôi vẫn còn thắc mắc nha. Gì nữa? Hồi nãy vô tôi nghe nói cái gì dính kết quả, dính là dính cái gì vậy? Dính đây là dính đất. Đây nè, cũng nhờ Linh đây á hướng dẫn cho tôi, rồi chỉ tôi đầu tư vô mấy cái đất đai đó, rồi kiếm lời chút đỉnh, rồi từ nhỏ rồi lớn dần lên. Đó, cũng nhờ số tiền mà anh cho tôi mượn á. Bây giờ tôi trúng lớn rồi vậy, tôi hả? Sẽ trả ơn anh cả vốn lẫn lời luôn. Trả thiệt tôi tưởng là mất luôn rồi chứ. Cảm ơn nhiều nha. Cũng cảm ơn con nghe. Đừng có dặn nghe. Ê nè. Dạ. Chúc mừng luôn nha. Có ba rồi, bây giờ có thêm một người chị nữa. Dạ. Nói chứ chị Linh cho xíu xin lỗi nha. Tại xíu không biết thiệt cho nên là mới hiểu lầm chị. Trời ơi, không có sao đâu, có gì đâu mà xin lỗi. Bởi má nói đúng, không biết là không có tội. Dạ. Đúng rồi xíu. Vậy ba mày phải là người xấu, ba mày hoàng lưu làm người tốt vậy đó. Thì đó, má em nói vậy mà. Anh giúp em, nhưng mà lần này là lần cuối cùng nha. Được chưa? Cái giọng này thôi, anh chỉ sợ nó đâu ra tập 3, tập 4 nó được căng. Thôi. Không phải ha. Không phải đâu, mắc cười. Nó là con gái, nó là con gái. Bắt Năm, nếu vậy á, mình đi bắt con. Đành, thôi. Ủa? Từ cái em đó anh bắt. Rồi ok, lại luôn, nói luôn má nghe. Bạn ấy dính mà cái này có dính sao? Ờ cái tài dính hả? À? Ok rồi. Thôi xin lỗi mọi người, xin lỗi em nhiều. Bác Năm, nếu vậy mình đi bắt cọp liền đi bác Năm. Bậy à. Mày đâu? Bắt cọp đi. Cười đâu? Bác cái mặt nó cười vậy mà kêu nó không cười. Có đi chưa bác